Trưa 1031, trao đổi kiếm khí trong xào huyệt của đám thần quy thiên vương thú có vô số bảo bối, hạ phẩm tiên khí cũng có vài chục kiện, linh dược càng có một mảnh lớn, nhưng mà thứ đặc biệt chân quý lại không hề thấy. Những thứ này Phương Hàn đều không để ý, toàn bộ đều ném hết vào trong bát bộ rong lô cùng bộ thiên lô luyện hóa thành một đoàn chân khí vô danh, sau khi rèn luyện đến cực điểm liền đem tẩm bộ cho kỳ nguyên thần quyền. Trải qua một cuộc chiến như vậy, hủy diệt xào huyệt của thần quy thiên vương thú, kỳ nguyên thần quyền của hắn một lần nữa được tôi luyện. Nhất là khi giết chín đầu lão quy cấp bậc kim tiên, đồng thời hủy diệt đại trận thất lạc chi kiếm. Trải qua lần này tu vi của kỳ nguyên thần quyền càng trở nên phong phú. Một đoàn nhãn cầu lam sắc hải hầu thánh tuyển nhãn chứa đựng trong thân thể, phương hàn cảm giác được nguyên khí cuồn cuộn mà đến, thần quốc quanh thân đều bắt đầu cuồng bạo, không còn có cảm giác thiếu khuyết nguyên thủy chi khí nữa kế tiếp phải đi loạn thần hải thám hiểm mộ huyện của quỷ vũ thánh quân có đủ nguyên thủy chi khí có thể đại triển thân thủ không phải sợ hãi bất cứ thứ gì nhất là thời điểm phương hàn hủy diệt hải hầu đại trận đánh bại đại trận thất lạc chi kiếm chiếm được một phần kiếm khí chính thức của thất lạc chi kiếm hiện tại đoàn kiếm khí kia đang được chấn áp trong thân thể dần dần bị khí tức của tạo hóa thần khí áp chế phục tùng đạo kiếm khí này cực kỳ sắc bén quả thực siêu việt hơn cả thượng phẩm tiên khí Phương Hàn cảm thấy sau này phi thường hữu dụng khi dùng để đánh lén địch nhân. Trên mặt biển, hắc mục phong bạo càng ngày càng mãnh liệt. Đại quân thần quy thiên vương thú đông nghịt vây khốn tới, còn có các loại yêu ma khác đều vây quanh bốn phía đám người ngọc phủ thái tử mộ dung sĩ, hư mộ vân. Nhưng mà đám tuyệt đại kim tiên này mỗi người đều rất cường hoành, căn bản không sợ, chính là đang yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi hắc mục phong bạo đi qua sẽ triển khai phản kích. Bởi vì trong gió lốc, Thần thông của đám yêu ma sẽ gia tăng rất nhiều, phong bạo đi qua, yêu ma lập tức suy yếu. Phong duyên tiến vào trong đại quân yêu ma, nói là muốn giết tướng. Tại sao hiện tại cũng không thấy có động tính gì? Tô Phi Dương đứng cạnh Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ, kiếm khí cuốn lên, liền giết được hơn trăm đầu thần quy thiên vương thú sông tới, còn có một số đầu hắc thủy vương xà nữa. Trong cũng có hắc thủy vương xà tồn tại, hơn nữa đám này ở trong nước thần thông lại không hề yếu nhưng mà hiển nhiên là phụ thuộc vào đám thần quy thiên vương thú. Trong đại quân, mỗi một đầu thiên vương thú đều nuôi dưỡng không ít hắc. Thủy vương xa cấp bậc thiên tiên, thần tiên, thậm chí huyền tiên, lúc đối chiến được phóng thích ra, càng tăng thêm khí thế. Hờ, không biết lượng sức, có lẽ đã bị vây hãm trong đó, trong đám yêu thú cũng có kẻ có đại thần thông, hơn nữa còn nghe đồn hoàng giả trên biển đã thức tỉnh, truyền lai ý chí kinh người, thiên đình sớm đã có tin tức bí mật. Vương phẩm tiên khí thất lạc chi kiếm đang ngủ say qua vô số thời đại, cũng đã từ trong bụi đi ra, pháp lực càng thêm mạnh mẽ. Đã loáng thoáng sắp tu luyện thành thánh phẩm tiên khí, đến lúc đó không sai biệt lắm có thể so sánh với thiên quân. Đối với chuyện này, thiên đình đã sớm thông chi cho mấy vị chấp chính thiên quân, hiện tại đang thương lượng đối sách. Rất nhiều bộ lạc yêu thú cường đại trong biển cũng đã dục dịch, tờ hồ chiếm được truyền của sứ giả hoàng già Mộ dung sĩ nói ra một đoạn bí mật nếu quả thật là như vậy thần quy thiên vương thú trên biển là một cỗ thế lực cường đại nhất định sẽ bị sứ giả hải hoàng thu phục nói không chừng còn nắm giữ đòn sát thủ nào đó vì sao ta lại chậm trễ không xuất thủ chính là vì đang thôi toán một chuyện nếu không ta xuất thần thông gia cũng có thể quét ngang đại quân này còn có chuyện bí ẩn bực này hoàng giả trong hải tộc bọn người ngụy đông thăng đều thất kinh tên phong duyên kia đi vào không may mà gặp một số đòn sát thủ chỉ sợ lành ít dữ nhiều Phần thần nở nụ cười, chúng ta còn trông cậy hắn làm tấm chắn tiến vào trong loạn thần hải nữa mà. Ầm ầm, lúc hắn vừa dứt lời, trong Đại Quân Thần Quy Thiên Vương Thú, một đoàn tinh quang giống như mặt trời dâng lên, thân thể cao lớn của Phương Hàn như bá chủ trên biển, toàn thân đều tách ra từng đạo cầu vồng màu vàng. Đại thủ chộp tới, hơn vạn thần quy thiên vương thú liền tiến vào trong thân thể của hắn. Thân hình chấn động, lại có hơn vạn yêu thú nổ tung, hóa thành huyết khí long hình bị hắn hấp thu cả đại quân thần quy thiên vương thú lập tức tan rã ngao 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 ở chỗ sâu trong đại quân có khoảng chừng ba đầu thần quy kim tiêm cường đại phá không mà ra đều tự thi triển một cỗ hư ảnh cổ kiếm kỳ dị chém về phía phương hàn kiếm khí của thất lạc chi kiếm hư mộ vân kêu lên quả nhiên trong bộ lạc thần quy thiên vương thú này có đòn sát thủ một tia kiếm khí của thất lạc chi kiếm uy lực đều siêu việt hơn cả thượng phẩm tiên khí Chu Tiên chảm thần, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nếu như ta lọt vào ám toán, kiếm khí nhập vào cơ thể cũng khó có thể chịu được, tối thiểu là bị thương nặng, mộ dung sĩ cũng biến sắc lầm bẩm Thế nhưng dưới sự vây công như thế, Phương Hàn lại không hề kiêng kỵ, vung tay lên, trên tay đồng thời. Xuất hiện kiếm khí thất lạc chi kiếm, uốn lượn vặn vẹo giống như long xà nhảy múa, cư nhiên thu lấy ba đạo kiếm khí kia. Dầm dầm rầm ba đầu kim tiên lão quy cầm kiếm ngẩn ra, lập tức bị một quyền của Phương Hàn đánh nát đầu, biến thành bụi phấn, toàn bộ đều bị hấp thu, không lãng phí một điểm. Tốt, rất tốt, pháp tắc kim tiên trong cơ thể ta một lần nữa tăng thêm ba ngàn đảo. Hấp thu tất cả tinh huyết nguyên khí pháp tắc của ba đầu thần quy kim tiên, lực lượng của Phương Hàn một lần nữa cường đại thêm một chút. Chém chết toàn bộ, thân hình hắn sông lên, vô số vòng xoáy xuất hiện quanh thân, cơ hồ cuốn một nửa số lượng đại quân thần quy thiên vương thú vào bên trong. Đám yêu thú còn lại phân phân tán tán, tán loạn trong gió lốc. Ha ha, ha ha, đánh tan đại quân thần quy thiên vương thú, lại chém giết ba đầu thần quy kim tiên, chiếm được không ít nguyên khí tinh huyết, còn có ba đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm dung nhập vào thân thể, Phương Hàn rất đắc ý vừa lòng. Thu hồi lúc này không hề nhỏ, rẹt hắn hạ xuống trước mặt hư mộ vân, phong duyên. Ngươi, Hư Mộ Vân đang muốn đặt câu hỏi, Phương Hàn đã nói trước, vừa rồi ta nhảy vào trong đại trận, cũng không vội vàng chém giết, mà là đi xuống tìm kiếm, tiến vào sâu trong nước phá hủy xào huyệt của thần quy thiên vương thú, thu lấy linh mạch hải hầu thánh tuyển nhãn của bọn chúng. Giết sạch cả bộ lạc bọn chúng, lúc này mới đi lên đánh tan đại quân. Hả, trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể phá hủy xào huyệt của thần quy thiên vương thú, ánh mắt bích ngư nhi chấn động, quả thực không thể tin được nói, trong xào huyệt của thần quy thiên vương thú có 9 nguyên lão đại thần quy, đều là tuyệt đại kim tiên, chấn thủ hải nhãn, thực lực vô cùng cường hoành, đã từng ở bên ngoài kinh doanh hơn trăm vạn năm thiên giới, mà cấm pháp trong đó cũng rất mạnh. Ta đã từng ẩn núp tiến vào trong đó, thế nhưng không tìm được chút sơ hở gì. Người không tin, Phương Hàn mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt lam sắc cự đại, lưu chuyển một hồi, cũng không tiến vào trong thân thể. Quả nhiên là Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn, Mộ Dung Sĩ, Tô Phi Dương, thậm chí ngay cả Ngụy Đông Thăng đều bay tới, trong ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ, mà ngay cả Mộ Dung Sĩ cũng thập phần động tâm đối với đạo linh mạch tương đương với hơn 30 đạo linh mạch nhất giai này, hắn mặc dù là Ngọc phủ thái tử Thiên Đình, thế nhưng nói thẳng ra, Ngọc phủ Thiên Đình cũng chỉ là một cơ cấu nho nhỏ, cơ cấu như vậy Thiên Đình có ngàn vạn cái. uy danh cũng không lớn, đương nhiên vẫn lớn hơn rất nhiều so với các đại môn phái. Phong Duyên, người kiếm được số lượng tài phú lớn rồi, ánh mắt mộ dung sĩ chấn định, nói, nhưng... Mà làm ta không thể tưởng nối chính là, người cư nhiên có thể hàng phục được kiếm khí thất lạc chi kiếm. Quả thực kiếm khí này thập phần hung hãn, bất quá ta miễn cưỡng vẫn có thể chấn áp. Phương Hàn lạnh nhạt nói, bàn tay một lần nữa lật lên, trên đó xuất hiện bốn đạo kiếm khí, trong đó có một đạo kiếm khí làm chủ, rất ngoan ngoãn, thế nhưng ba đạo kiếm khí còn lại rất bá đạo hung ác giống như vạn cổ nhiệt long, tỏa ra sát khí dày đặc. Đạo kiếm khí ngoan ngoãn kia là bị Phương Hàn cướp được từ trong hang ổ của đám thần quy thiên vương thú. Ba đạo còn lại là vừa rồi giết ba thống lĩnh thần quy trong đại quân yêu thú. Ba đầu thống lĩnh thần quy nguyên bản là hạng người có thực lực cường hoành, đáng tiếc gặp phải Phương Hàn, thoáng cái bị đánh bại, thôn phệ, luyện hóa. Quả nhiên là kiếm khí của thất lạc chi kiếm, ánh mắt của mộ dung sĩ toát ra kỳ quang, đột nhiên mở miệng nói không biết phong huynh có thể nhượng bốn đạo kiếm khí này cho ta hay không muốn điều kiện gì cứ việc ra giá a à, phương hàn nhìn nhìn mộ dung sĩ âm thầm vận dụng động thiên nhãn lại phát hiện trong cơ thể người này tựa hồ có một mặt gương cổ bảo gì đó đang phản xạ ra quang hoa căn bản không nhìn thấy rõ tu vi của hắn kính tử giống cổ bảo này hiển nhiên là một kiện thượng phẩm tiên khí nhưng mà phương hàn đã nhìn qua mộ dung sĩ xuất thủ mấy lần cảm thấy hắn tu luyện một môn kiếm đạo phi thường huyền diệu. Nếu như có thể dung hợp kiếm khí của thất lạc chi kiếm, nhất định sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Thế nhưng chuyện này hắn cũng không coi vào đâu, hắn đã hòa tan tàn phiến của tạo hóa thần khí, trừ phi là chính thức là thất lạc chi kiếm tiến tới, nếu không cũng chẳng làm gì được hắn. Thế nào, phong duyên huynh ra giá đi, mộ dung sĩ một lần nữa nói. Ừm, Phương Hàn trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, bốn đạo kiếm khí này vô cùng chân quý, ta muốn tu luyện một môn huyền công, cũng rất cần. Nhưng mà mộ dung thái tử đã muốn, ta nào dám cự tuyệt, ta sẽ nhượng cho ngươi hai đạo, hiện tại ta đang thiếu khuyết pháp tắc kim tiên, còn có linh mạch nguyên thủy chi khí nữa, vậy đi, mỗi một đạo kiếm khí, ngươi hãy cấp cho ta mười viên vương phẩm tiên đan, còn một đạo linh mạch cấp hai nữa, thế nào, hà? Cái giá này, mộ dung sĩ nhíu mày, cái giá này cũng có thể mua được một kiện thượng phẩm tiên khí. Linh mạch cấp 2 không hề nhỏ đâu, một đạo linh mạch cấp 1 có thể thành lập lên một tông môn lớn như Thiên Tuyển môn. Phương Hàn hét cái giá này có thể nói là lấy đao cắt thịt người ta. Nhưng mà nhìn kiếm khí của Thất Lạc chi kiếm, sắc mặt Mộ Dung Sĩ trở nên âm trầm hồi lâu, cuối cùng nhịn không được vẫn đồng ý, nhìn bộ dáng của Mộ Dung Sĩ, Phương Hàn biết chính mình nếu như không đủ vũ lực, đối phương nhất định sẽ cưỡng chế cướp đoạt. Nơi này là hai đạo linh mạch cấp 1 còn có hai mươi viên vương phẩm tiên đan ngươi cầm cho chắc đó trong tay áo của mộ dung sĩ bay ra một cái túi gấm thần niệm của phương hàn thẩm thấu tiến vào trong đó quả nhiên liền phát hiện hai đạo linh mạch cấp một còn có vương phẩm đan dược vương phẩm đan dược cũng rất cường đại ẩn chứa hơn một ngàn đạo pháp tắc kim tiên tuy không bằng chiến thế thần đan thế nhưng cũng không khác biệt lắm so với vạn tâm dạ đế đan nhưng mà phương hàn lại loáng thoáng chứng kiến ở sâu trong túi gấm có một tia khí tức không tầm thường tự hồ như là cấm chế. Chương 1032, Tâm Ma Thâu Thiên, tên mộ dung sĩ này quả nhiên hạ cấm pháp trong đó, nếu không phải là ta, căn bản không thể phát hiện được. Trong lòng Phương Hàn âm hiểm cười lạnh, hắn đã biết tên mộ dung sĩ này không hề thành thật tốn hao tâm huyết đem linh mạch cùng đan dược giao cho mình. Túi gấm linh mạch mà hắn đưa tới, thậm chí trong linh mạch, đan dược còn ẩn giấu bí pháp, kim tiên bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng mà Phương Hàn là ai? Chu Thiên Nghi trong Tam Thập Tam Thiên Chí bảo cực kỳ thần diệu, thôi toán một chút, bất cứ cấm pháp vi diệu gì cũng có thể phát hiện được. Căn cứ vào thôi toán, Phương Hàn phát hiện đây là một loại cấm pháp cực kỳ ác độc, chỉ cần mình nuốt đan dược xuống, hoặc là hấp thu nguyên khí linh mạch, cấm pháp này sẽ tiềm phục tại thân thể mình, tùy thời đều có thể phát tác, âm thầm tích xúc nguyên khí, trở thành hạt giống độc ác. Từ chuyện này có thể thấy dụng tâm ác độc của tên Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ này không đáp lễ không được. Ngươi cùng ta giao dịch linh mạch, không ngờ trong đó lại bố trí thứ ác độc này, ta cũng tuyệt không khách khí, đại tâm ma thuật. Nguyên thủy tâm ma kinh, tâm ma vô hình, tâm ma vô ảnh, ký thác hư không, tán lạc vào nguyên thần, rót vào kiếm khí. Trong lòng phương hàn hơi động, thần thông đại tâm ma thuật vận chuyển, môn thần thông này bài danh cực kỳ gần trong ba nghìn đại đạo, có thể nói là sinh linh bất diệt thì tâm ma bất diệt. Tu luyện tới cảnh giới kim tiên, phương hàn tham ngộ đối với đại tâm ma thuật cũng đã đạt tới một loại cực hạn có thể hóa ra nguyên thủy tâm ma thao túng vạn vật vô ảnh vô hình xâm lấn tâm linh kim tiên khi đối phương tu luyện tới lúc trọng yếu ảo giác sẽ sinh ra ngọc phủ thái tử mộ dung sĩ dùng cấm pháp ác độc ám toán mình bản thân mình sẽ dùng đại tâm ma thuật phản kích mộ dung thái tử đây là hai đạo kiếm khí của thất lạc chi kiếm ngươi phải hàng phục chấn áp tránh để chúng nó phá không bay đi phương hàn liền vẫy tay để hai đạo kiếm khí bay ra ngươi yên tâm đi ngươi có thể chấn áp được kiếm khí ước chừng thứ này cũng không thể làm khó được ta ánh mắt của mộ dung sĩ lóe lên vài phần đắc ý là tư vị do âm mưu đã thực hiện được trên tay của hắn xuất hiện tinh mang phủ văn kích xả ra không ngờ cứng rắn áp chế kiếm khí xuống sau đó thu vào thể nội ông trong nháy mắt kiếm khí nhập vào cơ thể phương hàn liền xác minh các loại tình huống trong cơ thể mộ dung sĩ đại tâm ma thuật che giấu trong kiếm khí giống như một pho tượng ác ma hư không nguyên thủy chi ma tinh tế quan sát đến mỗi một cử động trong thân thể hắn bất kỳ thần thông nguyên khí pháp tắc kim tiên pháp tắc kim tiên gì đều rõ mồn một, một hơn nữa mộ dung sĩ lại không hề phát hiện đại tâm ma thuật vô cùng huyền ảo thâm sâu hơn nữa trong thiên địa không nhiều người biết ít nhất phương hàn nhìn thấy ngoại trừ tâm ma lão nhân ra cho dù tại thiên giới cũng chưa thấy mỗi vi cao thủ nào thi triển ra. Càng lợi hại hơn chính là phương hàn kết hợp đại tâm ma thuật cùng thâu thiên tri đạo, không ai có thể nhìn ra mánh khóe trong đó. Pháp tắc kim tiên của người này thật cường đại, phương hàn thẩm thấu tiến vào vào trong cơ thể đối phương quan sát, liền thấy được pháp tắc kim tiên toàn thân của mộ dung sĩ, vô cùng cường đại, thậm chí có thể vượt qua chính mình, cũng lớn cỡ đùi người, hơn nữa màu sắc cũng không phải kim sắc như bình thường, mà là mọi loại màu kim thạch, thoáng nhìn ngưng luyện còn chắc chắn hơn cả mình thậm chí trong pháp tắc kim tiên còn có linh khí tổ linh cường hoành không gì sánh kịp đây là khí tức tham ngộ tổ tiên chi đạo nhưng mà rất rõ ràng mộ dung sĩ cũng chưa tham ngộ được tổ tiên chi đạo chẳng qua là được cao thủ cấp bậc tổ tiên rót khí tức thần thông vào mà thôi ta thử xem hắn rốt cuộc tu luyện bao nhiêu loại thần thông trong cơ thể có những loại pháp bảo cường hoành gì đại tâm ma thuận vận chuyển phương hàn liền loáng thoáng phát hiện tại trong thân thể mộ dung sĩ ở sâu trong vô số không gian có một số khí tức cường đại đang ngủ đông là khí tức của thượng phẩm tiên khí tại trong thân thể của hắn cũng không chỉ có khí tức của một kiện thượng phẩm tiên khí hơn nữa lợi hại nhất chính là ở sâu trong trái tim đối phương truyền tới khí tức mạnh nhất quả thực là tinh quang vạn trượng chiếu xả trải rộng tới các tầng không gian phương hàn miễn cưỡng mới nhìn rõ đó là một chiếc cổ kính dị thường bị tàn phá phát ra cổ kính bị tàn phá này phi thường lợi hại, tuy chỉ là một mảnh, thế nhưng phát ra tinh quang quả thực là chói mắt, có thể làm tan giá bất cứ pháp tắc kim tiên gì. Cổ kính bị tàn phá này là thứ gì vậy? Phương Hàn giật mình hoảng sợ, cư nhiên cường hoành như thế. Rõ ràng siêu việt hơn thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ, chẳng lẽ là một phần của tuyệt phẩm tiên khí, trên thượng phẩm tiên khí chính là tuyệt phẩm tiên khí. Sau đó mới là vương phẩm tiên khí tuyệt phẩm tiên khí cũng đã là bảo bối kinh thiên động địa lắm rồi, là đại bảo bối có thể chấn áp thái cổ, cướp đoạt một phương. Cho dù chỉ là một khối tàn phiến cũng phi thường khó lường. Thứ này phải có cao thủ nguyên tiên hoặc là thánh nhân liên thủ cùng nhau luyện chế mới có thể thành công. Thánh nhân là, thánh tiên, lĩnh ngộ thánh đạo trí cao. Ô ô ô hai đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm kiệt lực giấy ruộng, cuối cùng bị mộ dung sĩ dung nhập vào chỗ sâu trong trái tim, cùng với khối tàn phiến cổ kính lập tức bị tinh quang kích xả lên phía trên chậm rãi bị chấn áp phương hàn lập tức cảm thấy đại tâm ma thuật của mình có dấu hiệu bị tiêu diệt thế cho nên hắn lập tức chặt đứt liên lạc với tâm ma trong lòng lại liên tục cười lạnh đại tâm ma thuật dung hợp với thâu thiên chi đạo trừ phi cảnh giới cao hơn ta mới có thể hoàn toàn tiêu diệt nếu không thì đừng hòng sắc mặt mộ dung sĩ biến hóa hiển nhiên đang luyện hóa kiếm khí thất lạc chi kiếm Đột nhiên một cỗ kiếm ý khổng lồ trong thân thể hắn không áp chế được mà bạo phát ra ngút trời. Bầu trời cũng bị cắt mà phân liệt ra. Ha 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 ha, kiếm khí của vương phẩm tiên khí chính là thứ vô cùng có lợi để ta tu luyện vô thượng kiếm thuật, ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết. Hiện tại kiếm khí của ta rốt cục đá đại thành, mộ dung sĩ gào to một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh, thần thái sáng láng. Ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết, hư mộ vân, Bích Ngư Nhi tất cả đều giận mình, hai người đồng thời truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Lần này ngươi tính sai rồi, vì vài viên vương phẩm, hai đạo linh mạch cấp một, đã khiến cho mộ dung sĩ luyện thành môn kiếm quyết trong truyền thuyết, tuyệt học của viễn cổ thiên đình A, hả, thần sắc của Phương Hàn vẫn bất động, nhìn mộ dung sĩ biến hóa, nhưng trong lòng vẫn âm thầm vận dụng nguyên thủy tâm ma kinh. Giờ khắc này hắn dùng đại tâm ma thuật phối hợp với thâu thiên tri đạo đã theo kiếm khí thẩm thấu tiến nhập vào sâu trong tâm linh của mộ dung sĩ nhưng mà hiện tại bị mảnh cổ kính vỡ của mộ dung sĩ áp chế chỉ cần mộ dung sĩ lộ ra chút sơ hở phương hàn có thể thừa cơ mà vào thậm chí khống chế toàn bộ thể xác và tinh thần kẻ này tiến hành một kích hủy diệt đây chẳng khác nào phương hàn mai phục đòn sát thủ trong thân thể hắn nếu như chỉ có một mình đại tâm ma thuật rất có thể sẽ bị tiêu diệt thế nhưng phối hợp với thâu thiên tri đạo trừ phi là mộ dung sĩ tấn chức tổ tiên mới có thể phát hiện ra Phong Duyên, môn kiếm quyết này có ẩn chứa huyền diệu quỷ thần khó lường, là kiếm thuật trong, chư Hoàng Vũ Kinh, do thiên đình lưu truyền xuống, viễn cổ tuyệt học của thiên đình, mỗi một môn đều rất siêu việt, nhất là nghe đồn tổng cương trong, chư Hoàng Vũ Kinh, trí thiên trí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, là tổng cương là tất cả võ học của thiên đình. Nhưng mà cũng sớm đã thất truyền, bị một vị thiên quân viễn cổ mang đi rồi. Hư Mộ Vân nói, hiện tại ngươi đem kiếm khí thất lạc chi kiếm bán cho mộ dung sĩ, hắn tu thành môn kiếm quyết này, chỉ sợ sau này sẽ tạo thành phiền toái rất lớn đối với chúng ta, người này có giá tâm vô cùng lớn. Không sao, Phương Hàn cười, cười, đột nhiên phát ra một tiếng trường khiếu, chúc mừng mộ dung thái tử luyện thành ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết, xem ra quả thật là tuyệt thế vô song, chúng ta sẽ có phần nắm chắc hơn tìm được mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân cũng không nên phí thời gian chiến đấu với đám thần quy thiên vương thú này nữa, mau chóng đi tới loạn thần hải thôi. Kiếm khí từng đợt từng đợt như nước thủy triều, kiếm khí khổng lồ ngưng kết thành một hư ảnh giống như hoàng giả. Mộ dung sĩ chậm rãi thu nạp kiếm khí, lông mi nhướng lên, nghe lời của Phương Hàn nói, hắn lại hiện ra một tia sát khí, từ hồ chuẩn bị xuất thủ đối với Phương Hàn, giết đối phương, thu lại hai đạo linh mạch cấp một. Thậm chí còn muốn luyện hóa cả người Phương Hàn, thua lấy hai đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm trên người hắn. Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa chuyển, hắn lại nhẫn nại xuống, trên mặt hiện ra nụ cười tỉnh táo, phong duyên huynh, nói cho cùng chúng ta cũng không thể quên chính sự, đi tới loạn thần hải tìm kiếm mộ huyệt của loạn thần hải hoàn thành nhiệm vụ của thiên đình mới là vương đạo. Đi thôi, phương hàn dẫn đầu bay lên, mọi người cũng lập tức bay theo sau hắn, dẹt một tiếng đều tiến nhập vào chỗ sâu trong hấp ngục phong bảo kế tiếp mọi người qua lại như con thoi trong hắc ngục phong bạo trên đường đi cũng gặp vô số yêu thú cường hoành thậm chí cùng cấp bậc với thần quy thiên vương thú như thất sắc huyền vũ linh thiết giáp đại ma sa âm dương quỷ ngư nhưng mà phương hàn cũng không cùng đám này dây dưa quá nhiều một đường chém giết không lãng phí thêm nguyên thủy chi khí tuy là như vậy nhưng phương hàn vẫn thu được rất nhiều chỗ tốt phủ lục của kỷ nguyên thần quyền càng ngày càng tinh thuần lĩnh ngộ đối với hạch tâm kỷ nguyên tri đạo cũng càng ngày càng sâu đồng thời phương hàn coi như đã được kiểm chứng sự nguy hiểm trên biển vô số yêu ma kết thành đại quân từng mảng từng mảng đông nghịch lên tới trăm vạn ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu đầu đám đại quân yêu ma kia trong đó đều có thiên tiên thần tiên huyền tiên bán kim tiên đại năng nhưng mà phàm là yêu thú kim tiên đều là kẻ thống trị cả trên đường bay vút đi Phương Hàn phát hiện không ít yêu thú kim tiên cường đại, khí tức mênh mông như biển. Nhưng cũng không phát hiện ra yêu thú cường đại hơn kim tiên, cũng không phát hiện ra vương cấp linh mạch gì đó. Vương cấp linh mạch chân quý không thể tưởng tượng, Phương Hàn cũng không có năng lực đi thu, nếu có loại linh mạch như vậy, nhất định sẽ bị đại năng vô địch lấy đi, cũng không đến phiên Phương Hàn hắn. Phi hành trên biển quả thật là rất dễ bị yêu ma vây công, chém chết. Hắc ngục phong bào dừng lại. Rồi, đột nhiên mộ dung sĩ lên tiếng quả nhiên phong bào phía trước đã ngừng lại đại quân yêu ma trong gió lốc cũng đều biến mất phương hàn chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên thái dương của thiên giới nổi lên trên bầu trời xanh thẳm một phen chém giết này hắn cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu yêu ma bán kim tiên đại năng toàn bộ đều luyện hóa pháp tắc kim tiên trong cơ thể trọn vẹn ra tăng thành bảy vạn đạo đến loạn thần hải rồi hư mộ vân phóng mắt nhìn mặt biển xa xăm Phương Hàn lại khẽ dùng mình, cũng cảm giác được trên mặt biển phía xa truyền tới vô số khí tức thiết huyết chinh chiến, thần ma vẫn lạc. Loạn thần hải, chính là chiến trường viễn cổ. Trưa 1033, Bạch Cốt Trường Hà cuối cùng đã tới loạn thần hải. Đoàn người Phương Hàn qua lại như con thoi trên biển, không sai biệt lắm trải qua mấy ngày mấy đêm mới tới chiến trường Thái Cổ trên loạn thần hải. Liếc mắt nhìn qua loạn thần hải, chính là tầng tầng đen kịt, luôn luôn có một cỗ vũ khí bao phủ, đoàn vũ khí này tụ mà không tán, phiêu đáng bốn phía, có điểm cùng loại với tà vụ trong vẫn lạc tà cốc tại Tuyền Châu. Nói đây là một phiến hải dương, thật ra cũng không phải hoàn toàn là biển rộng mênh mông, mà là một số đại lục trôi nổi. Rất nhiều hòn đảo phạm vi mấy trăm triệu dặm, thậm chí hơn 10 ước dặm phiêu phủ trong vô tận hắc vụ. Cuồng phong gào thét thổi qua hải dương, vũ khí bên trong cuốn, tán, nhưng thủy chung không có tan đi phiến chiến trường thượng cổ này vĩnh viễn bao phủ trong màn sương mù thần bí. Thái cổ anh linh du đáng trong đó, hồn phách viễn cổ rít gào trong đó. Thần bí mà nguy hiểm, Phương Hàn thoáng liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện trên một số đại lục, bạch cốt hưu hưu trồng chất như núi, thần niệm thần bí mà khủng bố lưu chuyển trong đó, tự hồ như có một vị bá chủ nào đó ẩn núp bên trong, tùy thời tung ra một kích trí mạng. Trong loạn thần hải càng thêm nguy hiểm, có rất nhiều yêu ma cường đại ẩn núp trong đó, càng có một số thái cổ tử linh phiêu đáng trong đó, tùy thời có thể bóp chết kim tiên. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa nghe đồn đại quân thần tộc cũng đã tiến nhập ẩn núp trong loạn thần hải, đồng thời tìm kiếm mộ địa quỷ vũ thánh quân, sắc mặt mộ dung sĩ hoàn toàn trở nên ngưng trọng, trên thân thể xuất hiện một đạo kiếm quang thuần thanh trong suốt như ngọc, hiện ra năng lực phòng hộ cùng lực sát thương cường hoành. Mộ dung thái tử, ngươi là người của thiên đình Ngọc Phủ, lần này mời chúng ta tới, khẳng định trên người có địa đồ huyệt mộ quỷ Vũ Thánh Quân đúng không? Bằng không lần này chúng ta tới tìm kiếm loạn trong loạn thần hải, gặp đại quân thần tộc, còn có các loại yêu ma, thái cổ tử linh, như vậy cực kỳ nguy hiểm đấy. Phương Hàn trực tiếp mở miệng nói, không bằng lấy địa đồ ra, chúng ta cẩn thân tham khảo. Trước tiên hãy tìm mộ địa quỷ Vũ Thánh Quân, xâm nhập vào trong đó, thu lấy các loại bảo tàng, tàn phiến quỷ vũ thánh đồ rồi tính tiếp. Phương Hàn đã sớm nhìn ra, loạn thần hải này quả thật vô cùng hung hiểm, kim tiên tiến vào trong đó tuyệt đối là lành ít giữ nhiều. Hắn lại không muốn tốn nhiều thời gian ở nơi này. Hử, nghe Phương Hàn muốn mình xuất ra địa đồ của mộ địa quỷ vũ thánh quân, trên mặt mộ dung sĩ xuất hiện vài phần sát khí, nhưng cũng chỉ thoáng lóe lên mà thôi. Lớn mật, Tô Phi Dương lập tức lên tiếng, phong duyên, lời của ngươi. Quả thật là đại nghịch bất đạo lần này mộ dung thái tử là người dẫn đầu để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của thiên đình mọi chuyện đều do thái tử an bài ngươi không nên khoa tay múa chân lúc chiến đấu với đám thần quy thiên vương thú ngươi gặp được kỳ ngộ thu được bốn đạo kiếm khí của thất lạc chi kiếm nên dùng hai tay dâng lên cho mộ dung thái tử sau đó để hắn phân phối nhưng không ngờ ngươi lại không biết phận đòi hỏi tài bảo của hắn dụng tâm này của ngươi sẽ bị trời chu đất diệt a hiện tại lại còn dám bức bách mộ dung thái tử xuất ra địa đồ của quỷ vũ thánh quân quỷ vũ thánh quân rốt cuộc là muốn làm gì ngôn từ của tô phi dương cực kỳ sắc bén những câu nói này cũng là vì suy nghĩ cho mộ dung sĩ nhưng mà cũng tràn đầy tính châm ngòi nơi này có phần cho ngươi lên tiếng sao phương hàn tiến lên một bước cút ngay cho ta nếu không hiện tại ta sẽ đập chết ngươi ngươi tô phi dương âm trầm cười lạnh phong duyên Trung Quy có một ngày ta sẽ cho ngươi biết vạn thủy kiếm tông lợi hại cỡ nào, hiện tại ta đang muốn biết vạn thủy kiếm tông lợi hại cỡ nào đây, Phương Hàn duỗi đại thủ ra, bắn nhiếp về phía Tô Phi Dương, ta chẳng qua là nói ra đề nghị mà thôi, ngươi lại dám trầm ngòi như thế, giáp tâm bất lương, xem ra ta phải giết chết ngươi, ngươi mới có thể yên tĩnh được. Phanh, lúc này mộ dung sĩ xuất thủ, hai ngón tay hắn kẹp lại, kích xả ra một đạo kiếm quang, chém về phía đại thủ của Phương Hàn kim quang lập tức tứ tán bàn tay phương hàn như thiểm điện rụt lại giả bộ bộ dáng bị thiệt mộ dung thái tử ngươi vừa rồi phương hàn đã biết trước mộ dung sĩ sẽ xuất thủ nhưng hắn cũng thật sự không muốn giết chết tô phi dương chỉ là muốn thử xem ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết của mộ dung sĩ rốt cuộc lợi hại cỡ nào vừa va chạm hắn cũng cảm giác được pháp tắc kim tiên trong thân thể của mình lâm vào nguy hiểm như bị đâm thủng tuy hắn có thể hóa giải thế nhưng lại cố ý lùi về phía sau, lừa gạt Mộ Dung Sĩ. Được rồi, chuyện này để ta làm chủ, Mộ Dung Sĩ nhìn phản ứng của Phương Hàn, thậm chí cũng thu cả vẻ mặt kinh ngạc của Phương Hàn vào trong mắt, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, nói, không sai, trên người của ta quả thực có địa đồ của Mộ Địa Quỷ Vũ Thánh Quân, đây là nguyên nhân mà lần này ta triệu tập các ngươi, nhưng cũng không thể đem cho các ngươi quan sát, bởi vì đây là cơ mật của Thiên Đình, một khi tiết lộ sẽ bị trừng phạt các ngươi theo ta là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không làm hại các ngươi đâu. Ta nguyện ý đi theo, ta cũng nguyện ý, ngụy đông thăng, phần thần vội vàng phù họa theo đuôi. Hờ, mộ dung thái tử, ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn. Kiếm quyết của ngươi không ngờ lại thần diệu như thế, xem ra ta đem hai đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm bán cho ngươi quả thật là một lựa chọn sai lầm. Được rồi, để ngươi chỉ huy, chúng ta tới mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân thôi. Phương Hàn giả bộ bộ dánh thập phần khó chịu. Ha 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 ha, mộ dung sĩ cười nói, Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết của ta một khi luyện thành, cơ hồ là vô địch trong đám kim tiên. Phong Duyên, người rất không tồi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu như người tiếp tục tức giận mất khôn, ngạnh kháng cùng ta, ta đây phát huy kiếm quyết đến cực hạn, nhất định có thể chém chết ngươi. Hừ hừ, Phương Hàn hừ hừ hai tiếng, tựa hồ như thập phần không cam lòng lui xuống. Nhưng hắn lại âm thầm vận khởi đại tâm ma thuật, còn có thâu thiên chi đạo thăm dò huyền bí mộ dung sĩ mộ dung sĩ, nhìn địa đồ của mộ huyệt quỷ vũ thánh quân xem rốt cuộc đối phương để ở nơi nào. Phong duyên, Ngọc Hoàng Thánh Đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết của hắn rất lợi hại, có thể chém chết pháp tắc kim tiên. Người tốt nhất hãy tạm lánh khỏi đối kháng trực diện với hắn là hơn, hư mộ vân trông thấy phương hàn tự hồ như ăn phải thiệt thòi nho nhỏ, vì vậy nàng vội vàng truyền thần niệm tới. Không sao, hắn muốn đối phó với ta, vậy cũng phải trả một cái giá đắt. Ở trong này, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ đâu, nếu không ta liều mạng cũng khiến hắn trọng thương. Đến lúc đó sẽ bị đám yêu ma ở đây áp chế. Ngươi phải cẩn thận, Bích Ngư Nhi truyền âm một câu, tốt nhất là đừng nên dùng đạo linh mạch cùng vương phẩm tiên đan vừa giao dịch. Ưm. Phương Hàn liếc mắt nhìn Bích Ngư Nhi, nữ tử này không đơn giản cư nhiên cũng đã nhìn ra trong linh mạch có ẩn dấu cấm pháp. Mộ dung thái tử, kiếm khí của ngươi đã đại thành, có oai nghiêm của Ngọc Hoàng, không bằng dứt khoát diệt tên phong duyên kia đi, cũng tại lúc này Ngụy Đông Thăng âm thầm truyền lại thần niệm cho mộ dung sĩ, hơn nữa, rất có thể sau này hắn sẽ cướp đoạt tàn đồ của quỷ vũ thánh quân đấy. Hừ, hắn không đến được mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân đâu, hơn nữa ta muốn giết hắn, cũng không thể công khai như vậy, mộ dung sĩ nói, dù sao hắn cũng là người của Vũ Hóa môn, có hư mộ vân thủ hộ. Tuy hư mộ vân cũng không là gì, thế nhưng nàng là người của hư gia. Thế lực hư gia rất lớn, nhưng mà các ngươi yên tâm, bọn họ không đến được mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân đâu, ta sẽ dẫn bọn họ tới tuyệt địa, sau đó kiếm cớ giết chết. Bích Ngư Nhi, hư mộ vân có thể buông tha, thế nhưng tên phong duyên kia nhất định phải giết chết, thần thông của hắn cực kỳ cường hoành ta muốn nhốt hắn lại rồi chậm rãi luyện hóa, để hắn sống không. Bằng chết, cư nhiên dám bắt chẹt ta, làm ta mất toi hai đạo linh mạch cấp một, mộ dung thái tử anh Minh, quả thật là anh Minh. Tên phong duyên này có thủ đoạn rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ dừng lại tại đây thôi, lần này hoàn toàn chôn vùi hắn đi. Pháp tắc kim tiên trên người hắn rất thô to, ta muốn dùng thân thể hắn để luyện chế đan dược. Vương phẩm tiên đan, không thành vấn đề, hắn đã thành người chết, từ sau khi ta luyện thành Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết, hắn đã chết rồi. Mộ Dung Sĩ một lần nữa liếc mắt nhìn thật sâu Phương Hàn, "Đi, tiến vào Loạn Thần Hải, mọi người qua lại như con thoi, thiểm điện xé thương khung, tiến nhập vào trong sương mù nồng đậm, phi hành qua từng khối đại lục." Vừa tiến vào Loạn Thần Hải, Phương Hàn lập tức đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy, bởi vì thời không loạn lưu bên trong Loạn Thần Hải quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không như cảnh tượng từ bên ngoài nhìn vào. Thời không bên trong dày đặc tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể nhìn xem bên trong rốt cuộc có những thứ gì. Từ Linh Cường đại phát ra tiếng cười quái dị, tùy thời tùy khắc lưu truyền bên tai mọi người, không thể xua đuổi được. Đám người Phương Hàn cảm giác được trong một số khoảng tối cự đai sau lưng, tùy thời đều có thứ gì đó đột ngột phát động công kích. Thế nhưng khi nhìn lại đều không có thứ gì cả. Rắc rắc, thời không vặn vẹo càng ngày càng lợi hại không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể đáp xuống phi hành dưới thời không thấp hơn, không tiến hành, xuyên qua không gian, nữa, dần dần tiến vào sâu trong loạn thần hải, giữa các đại lục đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc trường hà, trực tiếp chảy xuôi. Đó là, hư mộ vân cũng chấn kinh, chỉ vào dòng sông trắng tinh vô cùng rộng lớn, dài không biết bao nhiêu tỷ dặm trước mắt. Lưu truyền bên trong cư nhiên toàn bộ không phải là nước, mà là vô số, không biết bao nhiêu tỷ, triệu, bạch cốt, bạch sắc đầu lâu. Vô số bạch sắc đầu lâu, bạch cốt hóa thành trường hà ngăn cản trước mắt mọi người. Loại tình cảnh này thập phần quỷ dị, cũng không biết tại sao lại có nhiều bạch cốt lưu truyền như vậy. Chú ý, nơi này chính là Cốt Hà, vô cùng minh mông, nghe đồn là các loại hài cốt còn sót lại qua cuộc chiến giữa Thiên Đình cùng thần tộc, còn có ma tộc nữa, trải qua âm sát chi khí hun đúc, tạo thành dòng sông vô biên vô hạn này. Trong Cốt Hà này tựa hồ ẩn tàng mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân mộ dung sĩ quát to một tiếng để mọi người ngừng lại, đứng bên cạnh bờ, nhìn bạch cốt trường hà dưới chân cuồn cuộn lưu chuyển, đầu lâu trong đó quay cuồng lưu chuyển về phương xa, không biết đi tới đâu. Âm phong nức nở, thổi, vào bên trong bạch cốt trường hà, phát ra tiếng quỷ kêu giận người, khắp nơi đều là thanh âm quỷ khóc sói chu. Cũng không ai dám xâm nhập vào trong bạch cốt trường hà. Cốt hà này thật quỷ dị, Phương Hàn dùng thần niệm thăm dò, căn bản không thấy giới hạn cũng không biết dài bao nhiêu. Răng rắc, đột nhiên trong bạch cốt hồng lưu, một khối đầu lâu bên cạnh bờ đột nhiên từ trong lòng sông bay lên, há miệng đớp về phía mộ dung sĩ. Trưa 1034, đại hung chi địa bạch cốt trường hà liên miên bất tuyệt, giữa dòng chảy đều là bạch cốt, đầu lâu. Trần trận âm phong, không biết dài rộng bao nhiêu. Phương Hàn, mộ dung sĩ một đám cao thủ kim tiên đứng bên bờ sông, cũng không dám xâm nhập vào bên trong, nhìn đầu lâu, các loại thi hài cuồn cuộn lưu chuyển ngẫm lại liền thấy da đầu tê dại đang thời điểm suy tư một khối đầu lâu đột nhiên từ dưới lòng sông đột nhiên nhảy lên đớp về phía mộ dung sĩ răng rắc răng rắc khối đầu lâu này bay vọt tới nhìn chỉ to cỡ nắm tay thế nhưng nhanh chóng biến lớn cỡ bánh xe đầu đầy tóc trắng trong hai con mắt lóe lên lệ quang đỏ lòm cái miệng như chậu máu mở rộng phun ra một cỗ tà khí trực tiếp tràn ngập khối đầu lâu này vô cùng cường đại giống như thân thể ma thần. Tại phía trên bạch cốt có một số hoa văn đại đạo di bổ. Hừ, muốn chết, ánh mắt mộ dung sĩ khẽ động, hai ngón tay kích xả ra, kiếm khí trực tiếp đem khối đầu lâu này biến thành bụi phấn, rơi xuống dòng sông. Phương Hàn cảm thấy đầu lâu bạch cốt này cũng không phải lực lượng mà con người diễn sinh ra, mà được một cỗ lực lượng tà dị thao túng. Ở chỗ sâu trong bạch cốt trường hà tựa hồ như tồn tại thứ gì đó khủng bố mà thần bí. Đầu lâu thật cường đại. Đám thi cốt này đều là của Ma Thần Cường Đại, Chiến Sĩ Thần Tộc, Chiến Sĩ Thiên Đình, tuy đã trải qua vô số tuế nguyệt, khiến bọn chúng mất đi pháp tắc trong thân thể, thế nhưng tính chất lại vô cùng cứng rắn, chỉ cần cắn chúng sẽ bị hút khô tinh huyết, sau đó chúng sẽ sống lại. Hư Mộ Vân nói, "Ừm, um, nghe đồn Bạch Cốt Giáo Giáo chủ Bạch Cốt lão yêu chính là diễn sinh ra trong đạo trường Hà Bạch Cốt này, sinh ra linh trí, sau đó thoát khỏi trường Hà, hấp thu tinh huyết của một số tu sĩ tới thám hiểm." tu luyện thành công, tiếp tục làm người. Bích Ngư Nhi cũng mở miệng nói, "Chúng ta có nên xâm nhập vào trong cốt hà này không?" Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần, Tô Phi Dương lập tức cảm thấy có chút kiêng kỵ, ai biết trong bạch cốt trường hà ẩn chứa thứ khủng bố gì hay không? Phong Duyên, trước tiến ngươi hãy tiến nhập vào trong bạch cốt trường hà thăm dò đi." Tô Phi Dương lại lần nữa mở miệng nói, hắn đã trông thấy mộ dung sĩ chế chủ phương Hàn, vì vậy bắt đầu đảo loạn phong vũ. Hơn nữa hắn còn biết mộ dung sĩ đã nổi sát tâm đối với Phương Hàn, cho nên càng không cố kỵ gì. Tô Phi Dương, người có ý gì? Thật khinh vũ hóa môn ta không tồn tại sao? Chúng ta chẳng qua là hợp tác tìm kiếm bảo tàng quỷ vũ thánh quân mà thôi. Người năm lần bảy lượt châm ngòi, rốt cuộc là vì cái gì? Sắc mặt hư mộ vân lạnh lẽo nói. Cũng không có cái gì, chỉ là không vừa mắt với người này mà thôi. Tô Phi Dương nói, được rồi, không nên nói lời vô ích. Mộ Dung Sĩ tự coi mình đã tu luyện đại thành Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết, hoàn toàn có thể ngăn cản Phương Hàn, cho nên cũng không cố kỵ gì. Phong Duyên, người thần thông quảng đại đi trước mở đường đi, chúng ta ở phía sau cản phá. Xem biểu hiện từ địa đồ của ta, mộ huyệt của quỷ vũ Thánh Quân lúc này đang ở chỗ sâu trong bạch cốt trường hà đó. Được, ta sẽ đi trước, ta cũng đang muốn thoáng thăm dò ảo diệu của bạch cốt trường hà này đây. Lần này Phương Hàn cư nhiên không hề cự tuyệt, thành thành thật thật đáp ứng. Tờ hồ chính thức bị Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hiếu Đại Tôn kiếm quyết của mộ dung sĩ khắc chế, không dám có nửa điểm phản kháng. Quanh thân vận khởi một môn thần thông hộ thân, đại hộ thân thuật một trong những ba nghìn đại đạo, tạo thành thành từng mảnh tinh quang giống như quy giáp trôi nổi quanh thân, Phương Hàn lập tức nhảy lên tiến nhập vào trong bạch cốt trường hà. Ngay lập tức, vô số đầu lâu bạch cốt, thi hài phát ra thanh âm giống như quỷ khóc sói chu, có đầu có linh tính đánh giết lên, Vô số bạch cốt đầu lâu, móng vuốt bạch cốt điên cuồng vồ về phía đại hộ thân thuật trên người Phương Hàn, hào quang liên tiếp bắn ra. Đám thi hài này đều là chiến sĩ viễn cổ lưu lại, lực lượng vô tận, nếu như bán Kim Tiên đại năng xâm nhập vào trong đó, cũng sẽ bị trực tiếp cắn chết. Tinh khí đều bị hút đi, cho dù Kim Tiên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì trong đó có một số hài cốt cường đại đủ có thể tạo thành thương tổn đối với Kim Tiên loạn thần hải cũng đã đủ nguy hiểm rồi, thế nhưng bạch cốt trường hà trong loạn thần hải càng thêm nguy hiểm, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu kẻ cường đại táng thân trong đó. Đại hộ thân thuật của tiểu tử này cư nhiên tu luyện tinh thuần như thế, không tệ không tệ, pháp lực hùng hậu, pháp tắc kim tiên còn cường tráng hơn nhiều so với chúng ta. Mộ dung thái tử, chúng ta có nên xâm nhập vào trong đó hay không? Chẳng lẽ mộ địa quỷ vũ thánh quân quỷ vũ thánh quân thật sự ở trong bạch cốt trường hà sao, chúng ta đi theo hắn? mộ hụt quỷ vũ thánh quân quả thực ở sâu trong bạch cốt trường hà dùng khôn cùng bạch cốt cường đại kiến tạo thành một tòa cốt mộ vô phách nhưng mà tên phong duyên này không có duyên phận chứng kiến tòa cốt mộ đó thái độ của mộ dung sĩ như hết thảy mọi việc đều ở trong lòng bàn tay đi theo sau phương hàn cũng không dẫn đầu tiến nhập vào trong bạch cốt trường hà có phương hàn đi trước mở đường trong bạch cốt trường hà vô số bạch cốt đều bị phương hàn hấp dẫn tới vây công người phía sau dễ chịu hơn rất nhiều mặc dù có một số bạch cốt linh linh tán tán vây công thế nhưng đều bị ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết của mộ dung sĩ đánh bại phong duyên ngươi phải cẩn thận có chịu được hay không hư mộ vân chăm chú đi theo sau lưng phương hàn đáng giận tên mộ dung sĩ này hoàn toàn coi ngươi là tấm chắn chẳng lẽ ngươi thật không nắm chắc có thể thắng được ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết của hắn sao không sao ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn phương hàn truyền lại thần niệm ta đây có thủ đoạn đánh bại môn kiếm quyết này của hắn, hiện tại cứ để hắn ngang ngược kiêu ngạo đi, hơn nữa còn chưa thăm dò ra mộ địa của quỷ vũ thánh quân, nhất định vẫn phải nhờ vào hắn. Chờ khi thấy được mộ địa, lúc đó giá trị lợi dụng của hắn cũng hết, người tính toán thật chu đáo, mộ dung sĩ chỉ là thái tử của Ngọc Phủ Thiên Đình mà thôi, người muốn giết hắn, ta cũng có thể giúp ngươi, giết thì giết, lúc đó cứ không nhận là được, trong thần niệm của hư mộ vân có phần hung ác, có thể thấy nàng là nhân vật sát phạt quyết đoán hắn là ngọc phủ thái tử giết hắn thật sự sẽ không gây chấn động gì sao phương hàn lắp bắp kinh hãi không sao dù sao ở đây cũng là hiểm địa chết thì cũng chết rồi hư mộ vân nói quỷ vũ thánh quân loại mộ địa chí cao tồn tại này không có người sao có thể cướp được cũng không thể đẩy lên người chúng ta đương nhiên ngươi phải thật sự có đủ bổn sự giết hắn thần thông của hắn phi thường mạnh mẽ thậm chí còn siêu việt hơn ta hơn nữa trong thân thể hắn có rất nhiều cổ bảo uy lực cự đại hiện tại càng luyện thành công kiếm quyết, bên người hắn còn có đám cao thủ kia. Muốn giết chúng ta, chúng ta cũng khó đào thoát, chớ nói chi là chúng ta muốn giết hắn. Đám người kia đều là gà đất chó kiểng thôi, ta muốn giết bọn hắn cũng không tốn nhiều sức. Vừa rồi ta làm ra bộ dạng yếu thế là để đám người kia thêm ngang ngược kiêu ngạo mà thôi. Phương Hàn lại truyền thần niệm tới cho Hư Mộ Vân, có lẽ ngươi không tin, nhưng lát nữa, ta sẽ khiến ngươi tin. Hư Mộ Vân, ta biết hư ra ngươi cường đại, cũng có ảnh hưởng tại thiên đình, cho nên mới tỉ mỉ phối hợp, từ nay về sau, ta chỉ quản giết người, người thay ta dọn rác, thế nào, gì? Người mạnh mẽ như vậy sao? Nhiều người như vậy trong mắt của ngươi chỉ là gà đất chó kiểng. Ở sâu trong nội tâm hư mộ vân thật sự chấn kinh, tốt. Nếu ngươi quả thật có chiến lược mạnh mẽ như thế, chúng ta tin tưởng hợp tác, nhất định sẽ khai sáng cục diện mới. Được, thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, trên đại hộ thân thuận còn khai triển đại thôn phệ thuật. Quanh thân xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, một số bạch cốt khô lâu cường đại tới gần thân thể hắn. Đã bị hắn thôn phệ nhồi vào trong cơ thể. Đám hài cốt kia phi thường khó luyện hóa, mặc dù là một số thi thể đại năng còn sót lại từ thời viễn cổ, thế nhưng thời gian lâu dài đã mất đi hết pháp tắc cùng linh khí, chỉ còn một cỗ tà khí, vô cùng có hại khi hấp thu vào thể nội. Hơn nữa cho dù có thể luyện hóa cũng phải lãng phí rất nhiều nguyên thủy chi khí đây cũng là nguyên nhân mà bọn người mộ dung sĩ không thu lấy đám khô lâu thi hài bạch cốt mộ dung thái tử tiểu tử này thôn phệ đám bạch cốt khô lâu kia làm gì vậy chẳng lẽ hắn không biết đám khô lâu kia chỉ có tà khí cự đại hấp thu vào trong thể nội ngược lại sẽ khiến pháp tắc kim tiên bị phá hư hay sao trông thấy phương hàn thi triển ra đại thôn phệ thuật bọn người tô phi dương lập tức tiến hành câu thông cùng mộ dung sĩ hắn ngăn cản không nổi công kích của đám bạch cốt, thế cho nên muốn dùng thôn phệ chấn áp. Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, trong cơ thể con người này cũng có một đan lô pháp bảo cự đại, hơn nữa còn là trí bảo long tộc. Trong đó ẩn chứa tuyệt học long tộc trong truyền thuyết, vạn vật hóa long bí quyết. Mộ dung sĩ nói, nhưng mà cho dù có là vạn vật hóa long bí quyết, muốn luyện hóa đám khô lâu kia cũng phải tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí. Tuy hắn cướp được một đạo hải hầu thánh tuyển nhãn, Thế nhưng cũng không nỡ dùng, nhất định trước tiên sẽ thiêu đốt hai đạo linh mạch cấp 1 của ta. Đến lúc đó, cấm pháp bên trong sẽ phát huy tác dụng, để hắn chết không có chỗ chôn. Hừ, thực lực của người này cực kỳ cường hoành, vì vậy ta mới không muốn hạ đòn sát thủ, sợ ngọc đá đều tan. Nhưng mà chỉ cần hắn luyện hóa hai đạo linh mạch kia, vậy hắn cũng không thể làm theo ý của mình được nữa. Bên trong đó ta đã bố trí cấm pháp, phạt đổ ra đế, hắn không có khả năng phá giải hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta mộ dung thái tử mộ huyệt chính thức của quỷ vũ thánh quân rốt cuộc ở nơi nào mộ huyệt quỷ vũ thánh quân ở trong bạch cốt trường hà theo thời gian mà chuyển rời mà vận chuyển dựa theo quy tắc thiên đạo không cố định ở một chỗ nhưng mà dựa vào địa đồ trên người của ta hoàn toàn có thể tìm được mộ dung sĩ phát ra một bộ phận tinh thần yên lặng hé ra bản địa đồ lớn cỡ ngàn dặm lơ lửng trong thần quốc của mình đây là địa đồ của mộ huyệt quỷ vũ thánh quân đây rồi, trong sát na khi mộ dung sĩ đang chìm đắm quan sát địa đồ, đại tâm ma thuật trong lòng Phương Hàn lóe lên. Hình thể cũng hiện ra trong bức địa đồ rộng ngàn dặm. Hắn thông qua đại tâm ma thuật hoàn hoàn chỉnh trình tái tạo địa đồ, còn hiểu rõ huyền ảo trên đó. Trên địa đồ rông ngàn dặm kia cũng có bạch cốt trường Hà bao la hùng vĩ, trên trường. Hà có rất nhiều tiêu ký đánh dấu bí mật cự đại của cốt mộ. Những cốt mộ kia phải có tới hàng nghìn, cũng không biết là thật hay là giả, đều di động trên địa đồ. Cùng lúc đó, trên cốt hà trong bản đồ, Phương Hàn còn trông thấy rất nhiều khu vực nguy hiểm được đánh dấu, trên mặt nguyên là một đám văn tự tiên giới, không nên vào. Hung hiểm, đại hung chi địa, phong duyên, người tiếp tục phi hành về hướng đông phía trước trăm triệu dặm nữa, xâm nhập vào đáy cốt hà, có thể tìm được cốt của quỷ vũ thánh quân rồi, mộ dung sĩ lại lần nữa lên tiếng. Phương Hàn liên tục cười lạnh, so sánh với địa đồ, hắn biết chỗ đó là nơi được đánh dấu bốn chữ, đại hung chi địa, cũng không phải là nơi gọi là cốt mộ gì đó. Trưa 1035, động thủ mộ dung sĩ chỉ điểm lộ tuyến cho Phương Hàn, cư nhiên là, đại hung chi địa, đánh dấu trên địa đồ, hiển nhiên hắn đang dẫn Phương Hàn vào chỗ chết. Nhưng mà Phương Hàn cũng không vạch trần hành động này, hắn chẳng qua chỉ truyền âm cho hư mộ vân, thậm chí còn bích ngư nhi, các người cẩn thận. Mộ dung sĩ người này có giá tâm lang sói, phương hướng mà hắn chỉ điểm không phải dẫn tới cốt mộ quỷ vũ thánh quân mà là tới một nơi đại hung chi địa đại hung chi địa hư mộ vân cả kinh nói phong duyên tại sao ngươi lại biết vị trí của bạch cốt trường hà này chỉ có thiên đình mới biết rất nhiều nơi đại hung chi địa phi thường hiểm ác cho dù kim tiên tiến vào cũng khó có thể trở ra mà ngay cả hư gia ta cũng không có địa đồ tại sao ngươi lại có lần này cũng chính bởi vì mộ dung sĩ có địa đồ chúng ta mới đi cùng hắn tới đây. Tự nhiên là ta biết rồi, các ngươi cứ nghe lời ta đi, Phương Hàn đã có định liệu. Vậy ngươi nói đi, phải chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn đi đại hung chi địa, cứ như vậy mặc cho mộ dung sĩ bài bố. Bích Ngư Nhi nói, hừ, ở đại hung chi địa sẽ giết mộ dung sĩ cướp địa đồ của hắn, Từ chúng ta sẽ tới mộ huyện của quỷ vũ thánh quân, lấy tàn phiến thánh đồ, cùng vô số bảo tàng, Phương Hàn truyền thần niệm hung ác qua, mãnh liệt thi triển đại thôn phệ thuật càng có nhiều bạch cốt khô lâu cự đại bị hắn hút vào trong cơ thể toàn bộ tiến vào bổ thiên lô sau đó bị nguyên thủy chi khí hừng hực thiêu đốt luyện hóa biến thành lực lượng làm cho những khối bạch cốt kia đều biến thành từng đạo từng đạo tinh khí cốt long những bạch cốt kia đối với kim tiên bình thường mà nói quả thật khi luyện hóa được không bù mất thế nhưng đối với phương hàn mà nói vẫn là vật đại bổ như thường Hai cốt của viễn cổ thần ma mặc dù có tà khí, thế nhưng vẫn là đồ bổ, Chỉ cần tiêu hao một chút nguyên thủy chi khí mà thôi. Phương Hàn cố ý đem một đạo linh mạch cấp 1 của mộ dung sĩ hấp thu. Hai đạo linh mạch này, một đạo có màu bạch ngọc, một đạo có màu bích lục phỉ thúy. Phẩm chất rất tốt, Phương Hàn hấp thu dùng để luyện hóa đám bạch cốt khô lâu, lập tức mộ dung sĩ cảm nhận được ngay. Tốt, thực từ, từ kia chúng kế rồi, từ giờ trở đi sẽ không còn nguy hiểm nữa. Thực lực của hắn rất cường đại, ta thật không nắm chắc giết chết được hắn. Thế nhưng hiện tại hắn quả nhiên bắt đầu luyện hóa linh mạch, khiến cấm pháp của ta thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, hắn xong rồi. Mộ dung sĩ cười gằn, hận không thể lập tức tiến lên giết Phương Hàn. Nhưng hắn lại là người lòng dạ thâm sâu, nhất định phải đợi có 10 phần nắm chắc mới tung ra một kích lôi đỉnh diệt sát Phương. Hàn, Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng. Phạm thần, ba người các ngươi nghe lệnh của ta, ta đây sẽ rủ phong duyên đến đại hung chi địa. Đến lúc đó các ngươi cùng nhau xuất thủ ngăn cản mộ vân cùng bích ngư nhi, ta sẽ đồng thủ giết kẻ này, cũng để các ngươi quan sát vô thượng ảo diệu của ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết. Hắn truyền thần niệm mấy người, được, mộ dung thái tử, bố trí rất ổn, chúng ta khẳng định sẽ ngăn cản hư mộ vân, hư. Chúng ta sẽ nhìn mộ dung thái tử đại triển thần uy giết phong duyên tiểu tử này trên đường đi tiểu tử này vô cùng kiêu ngạo hiện tại cũng nên cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng vẫn là thái tử tính toán cặn kẽ ba người hết sức hưng phấn bọn họ đều biết phương hàn là một vị tuyệt thế kim tiên rất mạnh cũng cực kỳ hiếm thấy tại các đại môn phái ngay cả tại thiên đình cũng hiếm thấy nếu để hắn tiếp tục phát triển như vậy không lâu sau khi trên đại tái hạt giống của thiên đình căn bản sẽ không có phần cho bọn họ bây giờ có thể giết chết kẻ cường hoành này nhổ cỏ tận gốc há lại không hưng phấn phương hàn không chút nào động những người này dùng thần niệm qua lại đều bị hắn thu vào trong thức hải thâu thiên chi đạo vận chuyển địch nhân cùng cảnh giới thậm chí tâm linh ba động đều không thể gạt được hắn những người này toàn bộ đều phải chết một kẻ cũng không thể lưu trong lòng phương hàn cũng dâng lên tất sát tri tâm dù sao chuyện này đã đạt thành hiệp nghị với hư mộ vân nàng sẽ sắp xếp tàn cục còn mình có thể tùy ý giết người. Vô số bạch cốt trung quang càng lúc càng nhiều, hấp thu tiến vào bổ thiên lô, một phần biến thành cốt long chi khí, một phần đổi thành bổ thiên chân khí, khiến cho thần quốc của Phương Hàn càng chắc chắn hơn. Những hài cốt bị vẫn là kia, trải qua tế luyện của tiểu túc mệnh thuật, vô số trí nhớ đang ngủ say biến mất một lần nữa hiện ra, rót vào trong phủ lục kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn. Phủ lục kỷ nguyên thần quyền càng lúc càng lớn, vận chuyển quả thực giống như một khỏa mặt trời mọc lên ở phương đông lặn ở phương Tây, không ngừng khai sáng phát triển đi tới tương lai. Bạch cốt trường hà này thật sự là nơi thích hợp để tu luyện A. Chỉ cần có đủ nguyên thủy chi khí, tu luyện trong này ngàn năm, vạn năm. Kỳ nguyên thần quyền sẽ cường đại tới trình độ nào? Ừm, càng xâm nhập vào sâu dưới đáy sông, những bạch cốt kia càng thêm mạnh mẽ. Âm âm, Phương Hàn không ngừng xâm nhập qua vô số bạch cốt dưới đáy sông, khô lâu càng ngày càng mạnh mẽ, lúc hắn luyện hóa một đoàn đầu lâu, thì một tiếng động thật lớn vang lên, hai khối cốt cách cự đại từ trong bầy bạch cốt bỗng bay ra. Hai khối, cốt cách này cũng không phải là nhân loại, mà trời sinh có chín đầu ngón tay, thân hình cao lớn, có cái đuôi giống như đuôi cá sấu, là một khối cốt vĩ. Đây là hai đầu thần tộc, căn cứ vào khí tức trên thân thể, nhất định là nhân vật cường hoành cấp kim tiên của thần tộc vẫn lạc trên mặt cốt cách còn có lạc ấn pháp tắc kim tiên vụn vặt, tuế nguyệt đều không thể làm nó phai mờ, bên trong cốt cách đều có phù văn lưu truyền, là văn chương giáo hóa của thần tộc, khí tức thống trị chư thiên tử trên hài cốt hai đầu thần tộc truyền tới. Hài cốt hai đầu thần tộc này tung ra đại thủ đánh về phía phương Hàn, kinh khí nồng đậm xuyên thủng đại hộ thân thuật của phương Hàn, không ngờ có thể tiến vào thân thể hắn. Một kích tất sát, hự, phương Hàn làm bộ kêu lên một tiếng đau đớn, giống như bị thương, hai tay ra quyền trực tiếp oanh kích lên trên hai khối hài cốt, khiến chúng vỡ tan, sau đó đều hút vào trong cơ thể, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Chiến lực của hai khối hài cốt này rất mạnh, thế nhưng vì niên đại đã lâu, nguyên khí bị bào mòn hơn phân nửa, nhưng Phương Hàn vẫn nhận được chỗ tốt rất lớn. Tốt, kẻ này đã bị thương, thấy một màn như vậy, mộ dung sĩ thập phần thoải mái. Ngao ngao, ngao ngao, lúc Phương Hàn thu hai khối hài cốt thần tộc cự đại, tại chỗ sâu trong bạch cốt trường hà một đầu cốt thủ cự đại xé rách hư không chộp về phía phương hàn trường còn chưa tới khí đã tới vô số bạch cốt dường như gặp thống lĩnh đều tản đi lộ ra một đầu cốt thủ thần thú cự đại nguyên khí sụp đổ khiến cho phương hàn như một con thuyền lay động trong gió bão tùy thời đều có thể bị diệt phương hàn hét lớn một tiếng đánh ra một quyền lập tức liền đánh nát cốt thủ thế nhưng hắn lại hộc ra một ngụm máu tươi Đương nhiên thân thể của hắn đã sớm chuyển hóa thành tinh thể thần quốc, cũng không có máu, cho nên ngụm máu này là giả. Thế nhưng vẫn có tác dụng lừa người. Cốt thủ này là bàn tay của một pho tượng viến cổ tà ma, xem ra rất nhanh sẽ tới đại hung chi địa rồi, mộ dung sĩ một lần nữa chờ mong. Vô số bạch cốt tản ra, phương hàn bộ tan tất cả, tiếp tục tiến lên, khô lâu, bạch cốt phía trước càng ngày càng hung tàn, cuối cùng trên người bạch cốt cư nhiên một lần nữa xuất hiện cốt mô từng tầng từng tầng ra tràn ngập khí tức tà ác. Toàn bộ tiến tới vây công, trong một sát na kim tiên bình thường cũng sẽ bị xé rách thành bụi phấn. Hơn nữa không gian đã đá hoàn toàn bị giam cầm, không có khả năng xé rách đi ra ngoài. Phương Hàn chém giết như điên, liên tục phún huyết, khiến cho hài cốt bị oanh kích bay tứ phía. Cho dù mọi người đi theo phía sau cũng đều cảm thấy nguy hiểm, đều xuất ra các loại pháp bảo thủ hộ thân thể. Thanh lý đám hài cốt còn sót lại, phía trước, Lúc này Tô Phi Dương liền phát hiện dưới đáy cốt hà khôn cùng xuất hiện một tòa cốt tháp cự đại. Tòa cốt tháp này như mọc rễ dưới đáy sông, có khoảng chừng 99 tầng, mỗi một tầng đều rèn từ bạch cốt mà thành, hung sát chi khí rung động vạn cổ. Vô số bạch cốt quay chung quanh, chiều bái tòa cốt tháp này. Đại môn của tòa cốt tháp này đen kịt, không biết bên trong ẩn chứa thứ khủng bố gì. Tốt, đây là đại hung chi địa, cốt tháp. Toàn thân mộ dung sĩ chấn động, có cơ hội giết phong duyên rồi tô phi dương ngụy đông thăng phạm thần các ngươi xuất thủ nghe hiệu lệnh của ta được đột nhiên lúc này bọn người mộ dung sĩ lộ ra hung quang mộ dung sĩ đột nhiên tung ra một kiếm tung hoành hàng tỷ thái cổ tuế nguyệt giống như thượng cổ ngọc hoàng xé rách trời xanh trực tiếp oanh kích về phía phương hàn mà bọn người tô phi dương ngụy đông thăng lại tiến hành công kích về phía mộ vân bích ngư nhi phong duyên đừng trách ta là ngươi quá kiêu ngạo, nhận được kiếm khí của thất lạc chi kiếm cư nhiên còn dám vơ vét tài sản của ta, quả thực là muốn chết. Ngươi hẳn là ngoan ngoãn dâng tặng mới có thể miễn tội chết, hiện tại dẫn ngươi vào đại hung chi địa trước mặt, chính là để ngươi không thể đào tẩu, tiêu hao lực lượng của ngươi, sau đó nhất cử diệt sát ngươi. Trong một kiếm của mộ dung sĩ ẩn chứa thần niệm cường hoành. Một kiếm này như hoàng giả thống nhiếp đại vị, vô định khắp nơi, ánh sáng huy hoàng trùng trùng điệp điệp vô số hải cốt cường đại đều sụp đổ dưới uy thế của một kiếm này mà ngay cả tòa cốt tháp ở phía xa cũng hơi dao động. Ben, đột nhiên lúc này Phương Hàn xoay người lại, tất cả các vết máu trên thân đều biến mất sạch sẽ, trên mặt lại xuất hiện nụ cười tàn khốc, đánh ra một quyền kỳ nguyên chi đạo vút lên, liền trực tiếp chấn vỡ ngọc hoàng kiếm khí. Ngươi, ngươi không có bị thương, mộ dung sĩ chấn kinh, lập tức lùi về phía sau vài bước. Ta bị thương, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Mộ dung sĩ, ta đã sớm biết ngươi đã nổi sát tâm với ta, cho nên ta mới cố ý đi tới đại hung chi địa này, cũng không sợ ngươi chạy trốn, vừa vặn để giết chết ngươi, tạo ra hiện trường giả, nói ngươi bị một kẻ thần bí cường đại nào đó trong cốt tháp giết chết. Toàn bộ đều sẽ bị ta phủ nhận, ngươi thật sự cho rằng kiếm khí Ngọc Hoàng có thể áp chế được ta sao? Lúc đó là ta sợ ngươi đào tẩu cho nên mới để ngươi ngang ngược kiêu ngạo một hồi mà thôi, Phương Hàn mạnh mẽ sừng sững mà đứng toàn thân bắn ra kình khí, bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một chữ, trí cự đại. Ngọc Hoàng Thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết, của ngươi chỉ là một nhánh của Tuyệt học Thiên Đình mà thôi, hôm nay ta sẽ để ngươi biết, tổng cương võ học của cả Thiên Đình, Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân, để ngươi chết được nhắm mắt. Chương 1036, Ngọc Hoàng Kính Phương Hàn xoay người, trái lại muốn giết một dung sĩ thân hình cao lớn uy nghiêm giống như thái cổ thần sơn, trong đại thủ, vô số phong bạo kỳ nguyên xoay tròn, chữ, trí, vừa hiện ra, hoàn toàn ngăn chặn Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu hữu Đại Tôn Kiếm Quyết. Ở chỗ sâu trong bạch cốt trường hà, tất cả mọi người không cách nào đào tẩu. Nhất là phụ cận đại hung chi địa, cốt tháp, có vô số khô lâu cường đại phong ấn không gian. Mộ dung sĩ dụ dỗ Phương Hàn đến đây chính là phòng ngừa hắn đào tẩu. Thế nhưng hiện tại lại bị Phương Hàn giết ngược lại, hắn muốn chạy cũng không thể. Muốn lừa địch nhân vào bẫy, không ngờ mình lại ngã vào chính cái bẫy đó. Đây là cái gì? Tổng cương của chư Hoàng Vũ Kinh, trí thiên trí thánh cao Hoàng Thượng Đế Thống ngự chân Pháp đã sớm thất truyền. Con mắt của mộ dung sĩ quả thật thiếu chút nữa lồi ra khỏi hốc mắt. Người khác không biết ảo diệu của môn võ học này, thế nhưng hắn lại biết rất rõ ràng. Chư Hoàng Vũ Kinh là tuyệt học võ đạo chấn áp vạn cổ, lưu hành qua hàng tỷ thế của thiên đình, mỗi một môn đều có diêu dụng, ảo diệu khai thiên tích địa, thay đổi nhận nguyện. Nhưng mà tổng cương trong đó càng thần kỳ hơn. Trong truyền thuyết, đoạn tổng cương này là ngọn nguồn của tất cả võ học, là đại đạo chân lý do tạo hóa tiên vương trình bày. Nhưng đã sớm thất truyền, cư nhiên hiện tại lại xuất hiện. Đoạn tổng cương võ học này đều có cùng nguồn gốc với tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Chính là bởi vì như thế Phương Hàn tiến vào cổ thành trong lòng đất mới không bị công kích bởi vì môn đạo thuật này chính là tạo hóa tiên vương truyền cho hắn. Tô Phi Dương, Phạm Thần, còn Ngụy Đông Thăng nữa. Các người thật to gan, cư nhiên dám ở chỗ này vây giết ta, Phương Hàn cũng không trả lời mộ dung sĩ, mà bàn tay vừa lật, cách không đánh ra ba quyền. Trong ba quyền, sóng sâu ngập trời, kinh khí như núi, vô số khô lâu cường đại bị chấn nát bấy, cuốn vào trong nắm tay, sau đó tiến hành oanh tạc về phía ba người trực tiếp chấn nát tất cả công kích của ba người không tốt mau lui tới gần mộ dung thái tử công kích thật hung mãnh mau đem pháp bảo ra cho dù có hung mãnh hơn nữa chúng ta liên thủ nhất định có thể giết chết hắn bọn người tô phi dương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đón một quyền của phương hàn tuyệt đối không dễ chịu bất quá bọn hắn đều là thiên tri kiêu tử là đệ tử hạt giống của đại môn phái trong lúc cuống quýt vẫn có thể cưỡng chế liên thủ ba người nhất thể Luân phiên biến hóa, xuất ra ba pháp bảo cường đại, mỗi người đều có thượng phẩm tiên khí, đều biến hóa bay vút lên tới bên người mộ Dung Sĩ. Phương Hàn cũng không để ý tới ba, người này cũng không tiếp tục công kích ba người, mà xoay người lại nhìn Hư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi. Đáng giận, ba người này đột nhiên công kích ta. Sắc mặt Bích Ngư Nhi rất lăng lệ, ba người các ngươi sớm muộn cũng có một ngày xong đời, diễn thần hầu môn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Các ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa các môn phái sao? Không cần chờ sau này, hôm nay sẽ hoàn toàn giết chết đám người này đi, tránh cho bọn chúng làm loạn. Phương Hàn lù lù mà đứng, ánh mắt bắn phá về phía bốn người Tô Phi Dương, Phạm Thần, Mộ Dung Sĩ, Ngụy Đông Thăng, Hư Mộ Vân, người muốn luyện hóa kẻ nào trong số đó. Ta đều muốn thu pháp tắc kim tiên, tất cả pháp bảo trên người tên Mộ Dung Sĩ này, các người chọn một trong ba tên còn lại để luyện hóa đi. Kẻ còn lại, ta muốn cấp cho một vị bằng hữu chuyển sang kiếp khác. Theo lời phương hàn vị bằng hữu kia tự nhiên chính là Diêm. Hiện tại Diêm tu luyện cảnh giới đã dần dần tăng lên đột phá gồm cùng siềng xiếc có thể đoạt xá chuyển sinh. Phương Hàn vừa vặn kiếm cho hắn một khối thân thể kim tiên, trực tiếp có thể tu hành. Trong lúc nói chuyện, đối mặt với bốn người, hắn dường như là đang chọn heo vậy. Hư mộ vân cùng Bích Ngư Nhi mở to hai mắt nhìn Phương Hàn, trong khoảng thời gian ngắn còn không phản ứng kịp. Thế nhưng hư mộ vân rốt cuộc cũng đã thương lượng qua với Phương Hàn, trên mặt lập tức tràn ngập sát khí, ngón tay chỉ về phía Tô Phi Dương, nói, vậy người này đi, tên Tô Phi Dương này có trí tuệ cực cao, trong vạn thủy kiếm tông chính là đại thiên tài, tu luyện vạn thủy kiếm quyết, các loại đạo thuật đều phi thường tinh thâm, nếu như ta luyện hóa hắn, bản thân sẽ thu được ích lợi rất lớn. Bích ngư nhi tiểu thư, ngươi thì sao? Đã nhìn chúng tên nào rồi? Lần này ta sẽ tặng ngươi một số tài phú. Phương Hàn một lần nữa lên tiếng hỏi Bích Ngư Nhi. Bích Ngư Nhi rốt cuộc cũng là người quen làm việc lớn, lập tức phản ứng nói: "Ta muốn tên phạm thần kia là được rồi, đại phạm bản nhược công của hắn là thần thông Phật môn viễn cổ, trộn lẫn với một số thượng cổ đạo thuật, phi thường lợi hại, nếu như luyện hóa hắn, trái lại có thể làm cho đại diễn thiên kỳ công của ta lại lần nữa tăng trưởng." "Tốt lắm, các ngươi đã chọn được người cho mình, ta liền bắt hai người kia cho các ngươi." Phương Hàn ngạo nghễ mà đứng, hùng vách thiên địa cho thấy phong thái của tuyệt đại bá chủ, giống như viễn cổ quân vương buông xuống thế gian, thiên địa biến sắc, phong vân đều biến ảo. Mộ dung sĩ phát ra tiếng cười thê lương, phong duyên, ngươi rất cuồng vọng, không thể không nói ngươi rất cuồng vọng, chúng ta còn đang ở đây, vậy mà các ngươi lại cho chúng ta là heo. Ngươi cho rằng bản thân, thật sự khống chế được chàng diện sao, đúng vậy, quá cuồng vọng đi, Ngụy Đông Thăng cười ha ha nói, mộ dung thái tử, người này quả thật là kẻ điên, Ngươi hãy thi triển ra đòn sát thủ để hắn biết, thật ra toàn bộ sự tình đã nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Hư Mộ Vân, ngươi lại muốn luyện hóa ta? Tô Phi Dương tỏa ra sát khí dày đặc hướng về phía Hư Mộ Vân, ngươi muốn luyện hóa ta, vậy tới đi. Ta cũng không ngại song tu cùng ngươi đâu, thu lấy chân khí nguyên âm, cướp lấy trình tiết của ngươi. Bích Ngư Nhi, không thể tưởng được ngươi cũng coi trọng ta, không thành vấn đề. Sau khi trở lại môn phái, ta sẽ hướng diễn thần hầu môn ngươi cầu hôn phạm thần cũng nở nụ cười hôm nay vừa vặn ở chỗ này ta sẽ cùng ngươi gạo nấu thành cơm phong duyên ngươi còn không biết a à, trong hai đạo linh mạch mà ngươi hấp thu đã bị ta bố trí cấp pháp ta chỉ cần khẽ động khiến cho ngươi chết không có chỗ trôn hai tay mộ dung sĩ tạo thành một đạo ấn quyết cổ quái đột nhiên há miệng phun ra một kiện nguyên khí thế nhưng trên người phương hàn lại không có chút phản ứng nào xảy ra chuyện gì vậy mộ dung sĩ biến sắc hờ Ngươi cho rằng dùng cấm pháp là có thể khống chế được ta. Thật ra đã sớm bị ta hóa giải rồi, chẳng qua để cho ngươi tự đắc chốc lát mà thôi. Phương Hàn xuất ra đại thủ, trong thân thể bay ra một đoàn cấm chế ác độc không ngừng biến ảo, tiện tay vê, đoàn cấm chế này đã tan thành mây khói. Ngược lại, ta đã thành công khống chế ngươi. Ước chừng là ngươi còn không biết, thời điểm ta đưa kiếm khí thất lạc chi kiếm cho ngươi cũng đã cài vào trong đó tâm ma vĩnh hằng, hiện giờ đã thẩm thấu tiến vào trong tâm linh của ngươi. Nhưng ngươi lại không cách nào phát hiện. Hiện tại ta sẽ để ngươi biết ảo diệu của đại tâm ma thuật, đồng thời cũng để ngươi biết bản thân ngươi ngu xuẩn, yếu ớt cỡ nào. Tâm ma vạn vật, Phương Hàn hét lớn một tiếng, ngay lập tức phía sau của hắn xuất hiện một pho tượng nguyên thủy, vạn ma chi tổ, thủy tổ ma nguyên. Vị tâm ma này vừa xuất hiện liền đối mặt với Mộ Dung Sĩ. Mộ Dung Sĩ đột nhiên cảm thấy trái tim của mình đập mạnh, pháp lực toàn thân đảo ngược, thần thông dục dịch, trước mắt xuất hiện ảo giác không ngờ qua một tiếng phun ra máu tươi. Thái tử, bọn người Ngụy Đông Thăng giật mình hoảng sợ, đều vây xung quanh, mộ dung sĩ bây giờ chính là người bảo hộ bọn chúng, nếu như xảy ra vấn đề, bọn chúng thật sự lâm vào tràng cảnh khó có thể tưởng tượng. Đại tâm ma thuật, chút thủ đoạn nho nhỏ này cũng đòi ngăn cản ta, khiến cho ta tẩu hòa nhập ma, đúng là si tâm vọng tưởng. Mộ dung sĩ đột nhiên thét dài, một cỗ tinh quang trong thân thể bạo phát ra, từ trong trái tim hắn kích xả ra một đạo cổ kính bị tàn phá, bao phủ toàn thân, vô số khí tức đột nhiên bạo phát. Nguyên thủy tâm ma sau lưng Phương Hàn bị chấn động, không ngờ thoáng cái tán loạn. Mộ dung sĩ cư nhiên dùng pháp bảo phá vỡ đại tâm ma thuật. Ngọc Hoàng Kính, trí bảo thiên đình, tuyệt phẩm tiên khí, hư mộ vân kêu lên, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tinh quang bắn trúng, bích ngư nhi cũng biến sắc. Đại tâm ma thuật không cách nào tiêu trừ, Ngươi chỉ tạm thời dùng khối ngọc hoàng kính tàn áp chế xuống mà thôi, Phương Hàn lắc đầu, những đoàn nguyên thủy tâm ma chi khí tán loạn kia tràn ngập không gian. Trong bạch cốt trường Hà, vô số khô lâu cường đại bị nhiễm đại tâm ma thuật, sau đó cư nhiên đình chỉ lưu động, dường như muốn nghe Phương Hàn chỉ huy vậy. Phong duyên, đã như vậy ta liền quyết tử chiến với ngươi, nhìn xem ai sống ai chết, ánh mắt mộ dung sĩ hiện ra hung quang, thân thể chấn động bước tới trong bàn tay xuất hiện hư ảnh của Ngọc Hoàng đánh ra vạn đạo kiếm khí, ngưng kết thành chân hình Ngọc Hoàng, Ngọc Quang đại phóng, mãnh liệt lao ra, hoàng giả buông xuống. Bốn phía đều là những đạo pháp tắc kim tiên thô to. Mỗi một đạo pháp tắc kim tiên đều giống như của Phương Hàn, to như đùi người, lớn dọa người, hơn nữa pháp tắc kim tiên còn phát ra quang ma ngọc chất, phi thường cô động, có vô số ngọc chất thẩm thấu vào trong đó, khiến cho pháp tắc kim tiên có một loại khí thế chuyển hóa thiên địa thành ngọc chất ngọc, đại biểu chính là ôn nhuận, tôn quý. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn mộ dung sĩ phát ra ngọc quang đánh giết về phía mình, Phương Hàn không khỏi mỉm cười, bàn tay cũng không hề buông lỏng, thi triển ra đòn sát thủ, quyền phong vừa chuyển, đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Thiên địa kỷ nguyên, vô hạn xa xôi, đạo chi chân đế, khai sáng vĩnh hằng, Phương Hàn bước ra, sau lưng liền hiện ra một kỷ nguyên mới, trong kỷ nguyên này sinh ra vô số chân lý văn minh. Vô số tinh thể thần quốc quanh thân hắn biến thành thiên quốc cự đại, bao phủ khắp nơi, thậm chí cả cốt tháp trong đại hung chi địa thiếu chút nữa cũng bị bao phủ. Thần quốc là thiên đường của chúng sinh, truyền bá phúc âm giáo lý của vĩnh sinh, phương hàn một mặt thúc giục kỳ nguyên thần quyền, một mặt thúc giục tinh thể thần quốc, hóa thân thành hàng tỷ thiên quốc bao phủ thế gian, trong rất nhiều thiên quốc đều sinh ra thần linh, mà hắn lại chính là phụ thần, tổ thần của tất cả sinh linh. Kỳ Nguyên Thần Quyền phối hợp cùng Thần Quốc, trực tiếp đụng độ, liền đánh nát toàn bộ kiếm khí ngọc hoàng của Mộ Dung Sĩ. Mộ Dung Sĩ lại phun ra một ngụm máu tươi, Ngọc Hoàng Kính hắn một lần nữa thét dài, khối tàn phiến tuyệt phẩm tiên khí một lần nữa phát huy uy lực, vô số tinh quang tử trong trái. Tim bảo phát ra, trên tay ngưng kết thành từng quốc độ. Chương 1037, gạt bỏ trọng si nhỏ diệu của Ngọc Hoàng Kính này, mặc dù chỉ là một khối mảnh vỡ, nhưng vẫn huyền ảo hơn so với thiên hoàng kính bất quá hiện tại lực lượng phương hàn đã đạt tới trình độ nhất lực hàng vạn pháp bất kỳ bảo bối bất kỳ thần thông pháp tắc chỉ cần cùng cảnh giới hắn là hắn đều có thể đánh bại tinh quang của ngọc hoàng kính mặc dù xuyên thủng tầng tầng quốc độ diễn hóa trong kính có thể xé rách kim thiên pháp tắc nhưng mà dưới kỷ nguyên thần quyền cũng không tạo ra tác dụng gì kỷ nguyên thần quyền của phương hàn mặc dù còn chưa thể tạo thành hệ thống võ học bản thân, nhưng mà ý chí hạch tâm, khởi nguyên, tạo hóa, trung kết, truyền thuyết, tự do. Vô số võ học trí tôn hội tụ thành, hòa hợp một lô, được Phương Hàn dùng trí tuệ vô biên, hóa thành khai sáng chi đạo. Quả thực có thể khai sáng ra một kỷ nguyên mới, có vô số văn minh. Ngọc Hoàng gì cũng phải xé rách cho ta, chư Hoàng đều bị ta quản lý, cho dù là Hoàng đế trí cao cũng phải nghe lệnh ta. Phương Hàn bước nhanh tiến tới, hai tay liên tục đánh ra kỷ nguyên thần quyền. Mỗi một quyền đánh ra, tinh quang kia liền bị chấn nát từng mảnh, bay loạn tứ tán. Tàn phiến, ngọc hoàng kính, cư nhiên bắt đầu run rẩy lên, dù sao nó cũng không phải là tiên khí tuyệt phẩm chân chính, mà chỉ là một khối tàn phiến. Trong thân thể Phương Hàn, ẩn chứa uy lực tàn phiến tạo hóa thần khí, khí tức áp bức, làm cho ngọc hoàng kính muốn hít thở không thông. Đây là một loại uy áp vô thượng trí cao. Tiên khí tuyệt phẩm khác với tạo hóa thần khí, giống như tiểu khất cái giữa đường cùng thần nhân trên chín tầng mây. Ta cũng không tin, lực bốn người chúng ta, hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Phạm thần cũng bị chấn cho toàn thân run rẩy, bảo quang vỡ nát, thiếu chút nữa thân thụ trọng thương. Hắn điên cuồng liên tục hét lên, đúng, chúng ta đều là thiên tri kiêu tử, tuyệt đại thiên tai. Bốn người liên thủ, cho dù là tồn tại vượt xa kim tiên, cũng không thể làm gì được chúng ta hắn có cường đại hơn, cũng có thể giết ngược, không nên bị hắn hù dọa. Ánh mắt Tô Phi Dương vô cùng sắc bén, giết, ngụy động thang phóng ra một môn tai nan thánh pháp, chế tạo ra vô số quốc độ tai nan. Chỉ cần lần này ta có thể chạy khỏi, nhất định sẽ kéo sư huynh sư đệ, cùng nhau tìm kiếm vũ hóa môn báo thù. Bốn đại cao thủ, đột nhiên hội tụ chung một chỗ, hợp lực đánh giết, một tia sáng nghiêng trời lệch đất, phóng mạnh về phương hàn. Vỗ số tinh quang, bao phủ Phương Hàn vào trong. Phong Duyên, mau lui về phía sau, bốn người hợp lực, không thể ngăn cản, nhất định phải tiêu diệt từng bộ phận. Hư mộ vân kinh hái quát, Bích Ngư Nhi đánh ra vài đạo Bích Quang, muốn phản kích chống cứ lại. Những người này, nhưng mà, các nàng còn chưa kịp phản ứng, Phương Hàn liền xuất thủ. Thân thể chợt lóe, một mảnh thần quốc chói mắt, làm cho ánh mắt các nàng cũng không thể mở ra, vô số dòng khí quốc độ đều bao phủ các nàng lại. Ở trong sát na này, Phương Hàn lần nữa đánh ra chiến lực tam thập tam bội. Bất quá, tốc độ chiến lực tam thập tam bội này rất nhanh, chỉ trong sát na chớp mắt, đã phong bế tất cả thị giác cùng giác quan. Không ai có thể thấy rõ, trong sát na này Phương Hàn thi triển ra thần thông gì mà kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa, ở sâu trong bạch cốt trường hà, nơi cơ hồ không một bóng người, bóng người sát nhân ghê rợn nhất, Phương Hàn đánh tới chiến lực tam thập tam bội, chính là càng thêm hợp nhất. 33 hư ảnh, hoành không nổ tung, vô số tinh thể thần quốc, đều biến thành tồn tại giống như tổ thần vô thượng. Phương Hàn vào giờ phút này, giống như hóa thân thành tạo hóa tiên vương, từ trời cao giáng xuống, từ trong hư vô tiến đến chân thật. ầm 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 ầm, đầu tiên thanh tiên kiếm trên tay Tô Phi Dương vỡ nát, nổ thành mảnh nhỏ, sau đó cả người bị lực lượng cuồng bạo, xé rách thành từng mảnh. Mà thiên chi thai dai của Ngụy Đông Thăng cũng bỗng chốc bị đánh cho hoành không nổ tung trong ánh mắt lộ ra tia thần sắc khó tin, trơ mắt nhìn lực lượng cuồng bạo của Phương Hàn xé rách thân thể mình. Còn Phạm Thần thì liên tục tránh né, thì triển ra một môn thiền công giống như Phật môn, toát ra tam giới ngũ hành. Nhưng mà bị Phương Hàn một chảo, chảo tới ngoài tam giới ngũ hành, hoành không chảo lấy, hóa thành một đoàn sương mù màu máu, trong đó có tiếng thét chói tai, không ổn. Đây là thần thông gì? Sao có chiến lược như thế? Mấy chục lần chiến lược Điều này sao có thể? Ta chưa từng nghe nói qua võ học có chiến lược như vậy. Bất quá, thanh âm của hắn sau đó đã bị Phương Hàn hoàn toàn che đi. Ba đại cao thủ trong sát na bị đánh tan, Mộ Dung Sĩ liên tục lui về, cũng không thể làm gì khác. Một đại thủ phá không chộp tới, đầu tiên là chảo lấy tàn phiến ngọc hoàng kính trong tâm tạng hắn ra, rồi tại chỗ bóp lấy, tàn phiến này liền nổ tung, biến thành một đầu ngọc long tiến vào trong đại thủ. Sau đó Hắn liền thấy được, 33 bóng ảnh của Phương Hàn, bỗng nhiên thu lấy đầu long này, rồi tiến tới trước mặt mình, mang theo lực lượng khổng lồ, không thể kháng cự, răng rắc vang lên, nắm lấy cổ mình. Đánh mình lăng không bay lên, hai chân hắn run rẩy, kiệt lực thi triển ra biến hóa, muốn tránh thoát đại thủ của Phương Hàn, nhưng không làm được gì, trong thân thể, rất nhiều kiện cổ bảo pháp lực cường đại tất cả đều bị áp chế xuống. Ầm, um, pháp lực tản đi, hư mô vạn Bích Ngư Nhi kia liền kinh ngạc mà nhìn, Ngụy Đông Thăng, Tô Phi Dương. Phạm Thần, biến thành một đoàn huyết vụ, rất nhiều bảo bối chìm nổi trong huyết vụ, mà sau lưng Phương Hàn, xuất hiện ba đạo nguyên khí đại thủ, bắt lấy ba người, triệt để giam cầm bọn họ. Mà đại thủ bản thân Phương Hàn, bắt lấy bột tử mộ dung sĩ. Vị này là thái tử của Ngọc Phủ, là nhân vật địa vị tôn quý, đang như chó chết nằm trong tay Phương Hàn, hô hấp phì phèo cũng không có âm thanh thoái mà. Tay Phương Hàn hơi chút buông lỏng ra, thanh âm mộ Dung Sĩ liền truyền tới, "Ngươi, Phong duyên, ngươi dám giết ta?" Ngọc Phủ biết được, nhất định sẽ làm ngươi chết không chỗ chôn. Phủ thân ta ở Ngọc Phủ chính là tồn tại vượt qua tuyệt đại kim tiên. Ngươi không thể nào tưởng tượng nổi, ông ấy cường đại đến cỡ nào đâu. Hơn nữa ông ấy còn am hiểu thuật số tiên thiên, có thể suy tính tất cả, cho dù ngươi giết người bị miệng cũng bị ông ấy suy diễn đầu đuôi chuyện này ra huống chi ta ở trong ngọc phủ đã sớm dùng bổn mạng nguyên khí lập một chiếc đèn ngọc hoàng cho dù ngươi giết ta ta cũng có thể trọng sinh lại hơn nữa còn có ký ức bất kỳ pháp thuật nào cũng không thể giết đi vận mệnh ký ức trừ phi ngươi có đại mệnh vận thuật trong truyền thuyết phong duyên không thể giết hắn hư mộ vân nghe đến đó liền ngây ra đột nhiên nhớ lại giết hắn rồi hắn thật sẽ trọng sinh lại trong Ngọc Phủ. Ta nhớ, trong Ngọc Phủ, từng có một đệ tử bị lão ma giết, rồi thi triển ra linh hồn yên diệt, cũng không thể toàn bộ diệt sạch linh hồn ký ức. Sau này đệ tử đó được trọng sinh lại, Ngọc Phủ chủ động vận dụng thiên đình, phá hủy toàn bộ sao huyệt lão ma kia. Ta tuy có nhiều loại linh hồn yên diệt, nhưng mà đèn Ngọc Hoàng trong Ngọc Phủ vô cùng thần diệu, không tuyệt đối nắm chắc, giết chết mộ dung sĩ, thì chỉ có thể nhốt hắn lại, chỉ cần hắn không chết, đèn ngọc hoàng kia cũng sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào ha 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 phong duyên ngươi muốn giết ta ngươi không thể giết ta đâu hơn nữa không lâu sau ngọc phủ sẽ biết chuyện này ngươi chính là phản đồ của thiên đình người thiên đình truy sát bực tội danh này cho dù là vũ hóa môn cũng không bảo vệ nổi ngươi hiện tại vũ hóa môn cũng không phải là vũ hóa môn có hoa thiên quân ngày trước rồi mộ dung sĩ nở nụ cười ngươi thả ta chuyện hôm nay hai chúng ta liền xem như không có xảy ra đây là lựa chọn duy nhất sao nào mộ dung thái tử để hắn thả chúng ta với tô phi dương kiện lực ngưng tụ toàn thân lần nữa nhưng mà bị nguyên khí đại thủ của phương hàn gắt gao bắt lấy làm cho không thể vọt ra ngoài phong duyên chúng ta thừa nhận ngươi thật là cao thủ tuyệt đại kim tiên vô tiền khoáng cổ là nhân vật số một số hai trong kim tiên bất quá hôm nay chúng ta chỉ tỷ thí bình thường nếu ngươi không thể giết người diệt khẩu Vậy hãy thả chúng ta. Chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt đối không nói ra, bởi vì bốn người liên thủ mà lại bị ngươi đánh bại, Ngụy Đông Thăng cũng khôi phục thân thể, phát ra âm thanh. Ta cũng có linh hồn lạc ấn ở trong môn phái, giống như trọng sinh, ngươi tính lại đi." Phạm Thần nói, "Ngươi tưởng rằng có linh hồn lạc ấn trong môn phái, ta liền vô pháp giết sạch các ngươi sao?" Ngón tay Phương Hàn búng ra, Phạm Thần liền bị nguyên khí đại thủ chảo lấy, đưa đến trước mặt Bích Ngư Nhi, Bích Ngư Nhi, ngươi không phải muốn luyện hóa người này sao? Ta liền giúp ngươi một tay, theo hoa trên gấm, giết chết hắn, rồi cho các ngươi xem thử, ta làm sao để triệt để giết sạch ấn ký linh hồn của hắn. ầm, um, nguyên khí đại thủ của phương Hàn, đột nhiên kết thành một thủ ấn kỳ quái, trực tiếp phách tới, liền đánh vào đỉnh đầu phạm thần. Vị đệ tử kim tin này phát ra tiếng thét chói tai, ở sau lưng hắn, hiện ra trong một thời không xa xôi, bên trong một môn phái phía dưới một tượng thần vàng kim đốt một chén đèn dầu. Đây là đèn thần linh hồn lạc ấn của bồn mạng hắn. Vù, nguyên khí đại thủ của Phương Hàn, vừa trào tới đỉnh đầu hắn, thì chén đèn dầu kia đột nhiên nổ tung lên, tứ phân ngũ liệt. Sau đó hư ảnh thời không xa xôi đóng lại, mà phạm sáng thì giống như một con cóc bị đứt đầu, sau khi thét chói tai, tất cả linh hồn, toàn bộ đều tiêu tán, bị Phương Hàn một trường đánh ta ý chí, linh hồn, ký ức, chỉ còn lại một thân thể không đầu. Vừa rồi mọi người thậm chí đều thấy rõ ràng, đèn bồn mạng hắn lưu lại trong môn phái không phát huy tác dụng. Đèn linh hồn bồn mạng kia nổ tung, đại biểu hắn hoàn toàn tử vong, không còn hy vọng sống lại. Đây là phương hàn âm thầm thi triển uy lực tiểu số mệnh thuật. Lực lượng số mệnh, công kích quá khứ tương lai, tất cả loại mầm móng linh hồn, vận mệnh sinh mạng. Phương Hàn hiện tại có tu vi kim tiên, giết hết tồn tại cùng cảnh giới, bản thể đối phương nắm giữ trong tay hắn, có thể tiêu diệt tất cả linh hồn. Thậm chí, một sợi tóc của đối phương, ngọn đầu ngón tay, một kiện vật phẩm trong tay hắn rơi xuống, đều có thể thi triển ra số mệnh chi thuật, cách không công kích, giết sạch bản thể đối phương. A, à, tại sao lại như vậy? Sắc mặt Mộ Dung Sĩ trắng bệch, đây là đạo thuật gì, vu thuật kỳ nguyên trước? Không, vu thuật cũng không có quỷ khí dày đặc như vậy. Ta cảm thấy trong sát na đó vô số dòng sông vận mệnh, xuyên qua thời không vô tận, tiêu diệt toàn bộ linh hồn. Trong lòng Bích Ngư Nhi cuồng loạn, không thể tin vào mắt mình. Chương 1038, Đại Lột Xác, đây là thủ đoạn gì? Cư nhiên có thể lấy bản thể làm dẫn tử, vượt qua dòng sông vận mệnh vô hạn, đánh chết tất cả linh hồn tồn tại trong bản thể, mộ dung sĩ quả thật muốn điên rồi. Hắn chơ mắt nhìn Phương Hàn trực tiếp đánh chết Phạm Thần, ngay cả đèn linh hồn bổn mạng lưu lại trong môn phái cũng không có bất kỳ tác dụng nói cách khác hiện tại phạm thần đã triệt triệt để để chết không có nửa điểm trì hoãn toàn bộ kim tiên pháp tắc các loại thần thông nguyên khí pháp bảo trong thân thể đều thuộc về người khác hắn không thể nào tưởng tượng ra được phong duyên trước mặt rốt cuộc là ai trong vũ hóa môn sao lại xuất hiện đệ tử lợi hại như thế không thể nào ngươi không thể lợi hại như vậy cha ta ở ngọc phủ thiên đình đối với các đại môn phái các chủng tử đệ tử thậm chí rất nhiều kim tiên cao cường ở thiên giới đều có tư liệu nhưng không ai lợi hại giống ngươi cho dù là thần châu thiên châu đệ tử thiên tài cấp bậc yêu nhiệt những địa vực này cũng không biến thái như vậy mộ dung sĩ lẩm bẩm nói phạm thần bị ta giết môn phái hắn hiện tại đã biết hắn chết rồi nhưng không biết rốt cuộc là ai giết phương hàn nói về phía bích ngư nhi ngươi còn không mau luyện hóa hắn đa tả tương lai ta có thành tựu, nhất định sẽ nhớ đến ân tình hôm nay. Từ nay về sau, thần hầu môn ta cùng tiến cùng thối với vũ hóa môn. Bích Ngư Nhi vui mừng quá đỗi, tay áo vung lên, thu lấy toàn bộ thân xác của phạm thần vào trong tay. Sau đó, ở sau lưng nàng, xuất hiện một hư ảnh lò đan, cư nhiên chính là tiên khí thượng phẩm. Nàng thu nhập toàn bộ phạm thần vào trong lò đan tiên khí thượng phẩm, bắt đầu tế luyện, trận trận kim tiên pháp tắc thô lớn phát ra, kết hợp cùng khí tức nàng, sau đó chân hỏa hừng hừng thiêu đốt, cuối cùng tất cả tạp chất đều luyện hóa, dung nhập vào bản thân. Trong nháy mắt, lực lượng nàng liền bắt đầu tăng vọt. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Mộ Dung Sĩ, ba người đều nhìn đến ra đầu tê dại. Dù sao, phạm thần một khắc trước, vẫn là tồn tại sống sờ sờ, nhưng bây giờ lại thành đan dược trong đan lô, sinh mệnh kim tiên vô cùng cường đại, tử vong cơ hồ không tồn tại trong từ điển của kim tiên nhưng mà hiện tại ai cũng cảm thấy tử vong sắp phủ xuống hư mộ vân tô phi dương này liền giao cho ngươi mau luyện hóa hắn tăng thực lực lên sau đó chúng ta tìm mộ huyệt quỷ vũ thánh quân ánh mắt phương hàn lần nữa nhìn về nam tử tô phi dương y phục ngân sắc bị bắt trong nguyên khí đại thủ phong duyên phong duyên ngươi không thể giết ta đừng giết ta trong ánh mắt tô phi dương đã vạn phần hoảng sợ ngươi giết ta tô gia ta sẽ điều tra ra ngươi nhất định để lại dấu vết Ngươi, nghĩ lại chút đi, mấy người chúng ta đều ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, nhưng mà toàn bộ chết hết. Chẳng lẽ ngươi sẽ không bị hoài nghi? Thiên hạ không có tường không lọt gió. Ngươi sớm muộn cũng lộ tẩy thôi. Nói nhảm, ta đã giết một, chẳng lẽ còn lưu lại ngươi để mất báo? Thành thành thật thật nhận lấy cái chết, vẫn có thể thống khoái một chút. Phương Hàn không chút lưu tình, năm ngón tay chảo ra, một cỗ lực lượng diệt sạch linh hồn số mệnh, hoàn toàn đánh nát linh hồn lạc ấn của tô phi dương tô phi dương kêu thảm một tiếng sau đó im bặt tất cả khí tức biến mất trong không khí trên mặt mang theo thần sắc khó tin không cam lòng cùng oán hận ầm um, một thân thể to lớn trên thân có pháp bảo ném tới hư mộ vân trong giới chỉ hư mộ vân bắn nhanh ra một đạo thần quang quét lấy toàn bộ pháp bảo cùng thân thể này sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi xuống luyện hóa tô phi dương đệ tử thiên tài kiệt xuất thái nhất môn ngụy đông thăng hiện tại sắp bị hù chết phương hàn cũng không thèm để ý tới hắn phách ra một chảo trên thủ trường của hắn xuất hiện một cánh cửa hút ngụy đông thăng vào diêm người mượn lực lượng trí thiên môn cướp lấy thân thể người này còn có linh hồn ký ức liền biến thành ngụy đông thăng sau này lẫn vào trong thái nhất môn điều tra chuyện yên thủy thiên cho ta sở dĩ phương hàn lưu lại ngụy đông thăng để diêm đoạt xá chuyển sinh chính là vì muốn diêm ẩn núp vào thái nhất môn, điều tra chuyện yên thủy thiên. Kế hoạch của hắn, nhịp nhàng ăn khớp, mỗi một bước đều tính toán đầy đủ, cũng không phải tùy mà làm. Tốt, diêm ta rốt cuộc đã có thể tái thế làm người, ở trong luân hồi chi bàn ta đã tích góp từng chút luân hồi chi lực, tu hành những năm gần đây, cũng đạt tới đỉnh điểm, không ngờ tới diêm ta có một ngày, cư nhiên có thể tu thành kim tiên, đây là chuyện nằm mơ cũng không ngờ tới mà. Diêm hưng phấn tiến vào bên trong trí thiên môn, cải biến lại Ngụy Đông Thăng. Ngụy Đông Thăng đã bị Phương Hàn hoàn toàn chấn áp, tất cả khí tức đều che đậy đi, lấy tu vi Diêm, mượn lực lượng luân hồi chi bản, chậm rãi từ từ, khẳng định có thể dung nhập vào thân thể đối phương không chê vào đâu được, đoạt xá chuyển sinh, trở thành bản thân Ngụy Đông Thăng. Mộ dung sĩ, hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần đều đã chết oan mạng, mà hư mộ vân, Bích Ngư Nhi đều tu luyện, tăng cường thực lực. Hai người nữ tử thần bí này có rất nhiều bài tẩy lớn dưới hộ pháp của Phương Hàn. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào trạng thái, không sai biệt lắm luyện hóa Tô Phi Dương, Phạm Thần. Không được, ngàn vạn lần không được. Mộ dung sĩ lắc đầu liên tục, thiếu chút nữa điên cuồng, hết. Lên, Phong Duyên, nếu ngươi không giết ta, ta sẽ cấp cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Ta là Thái tử Ngọc Phủ, có vô tận chân bảo, vô cùng bí tịch, thậm chí ta có thể kêu phụ thân ta truyền thụ cho ngươi pháp tắc tổ tiên, quán đính cho ngươi, như vậy ngươi có thể tu thành tồn tại vượt xa kim tiên, ta vốn có thể trở thành tồn tại vượt xa kim tiên rồi. Phương Hàn mỉm cười, làm cho mộ dung sĩ cảm giác được càng lúc càng sợ, ngươi chiếm được quán đính ngọc phủ, trong thân thể, bản thân liền có khí tức pháp tắc tổ tiên, ta luyện hóa ngươi, liền tương đương với quán đính. Ngươi tưởng rằng, ta sẽ để ngươi sống rời đi sao? Không, ta muốn nghịch thiên trời không tuyệt đường người. Mộ dung sĩ đột nhiên điên cuồng hét lớn, mộ dung sĩ ta, sau này nhất định trở thành nhân vật thiên quân, làm sao có thể vẫn lạc ở trên tay tiểu nhân vật này, huyết mạch mộ dung ta chân quý, nhất định sẽ có một đường sinh cơ. Trong thân thể của hắn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, cư nhiên tránh khỏi nắm tay Phương Hàn, mãnh liền phóng ra ngoài. Hừ, đại thủ Phương Hàn một chảo, che khuất bầu trời, đầu đầu nguyên khí long hình hiện ra, bát bộ phù đồ không chút cố kỵ xuất hiện trên không, tất cả thời không đều động lại. Răng rác, mộ dung sĩ bị đóng băng trên không trung, không thể động đậy. Càng chống cự càng chết, Phương Hàn thở dài một tiếng, tay khẽ vẫy, mộ dung sĩ liền lần nữa bị bắt lấy trên tay, lần này Phương Hàn không nhiều lời cùng hắn, trực tiếp thi triển ra tiểu số mệnh thuật, hung hăng đánh vào đầu óc hắn. Phanh, ở sâu trong đầu hắn, một đèn ngọc ký ức, hoàn toàn hỏng đi linh hồn lạc ấn của hắn ở trong đèn ngọc hoàng trong ngọc phủ thiên đình vào giờ phút này cũng hoàn toàn hỏng mất tất cả ký ức nạp vào thân ta tất cả đạo thuật thu vào thể ta tất cả pháp tắc dung vào pháp tắc ta tất cả pháp bảo lọt vào tay ta trong miệng phương hàn phun ra trận trận hòa diễm kim tiên còn có phủ đồ long hòa thiêu đốt lấy thân thể mộ dung sĩ toàn thân mộ dung sĩ bắt đầu hòa tan từng đạo kim tiên pháp tắc quang hoa ngọc chất bay ra Kim Tiên pháp tắc này đã tiếp nhận quán đính của Ngọc Phủ, có chút khí tức tổ linh. Kim Tiên pháp tắc trong cơ thể Mộ Dung Sĩ có khoảng 5 vạn đạo, hùng hồn không sai biệt với Phương Hàn lắm, quả thực kinh hãi thế tục, bởi vậy có thể thấy, Ngọc Phủ chi chủ kia vì cuộc so tài trùng tử đệ tử ở thiên đình của hắn tốn bao nhiêu công phu. Rất có thể đã không tiếc hao tổn nguyên khí tự thân mà tiến hành quán đính. Bất quá, hiện tại đều tiện nghi cho Phương Hàn Kim Tiên Pháp Tắc thật cường đại quá, lực lượng mạnh mẽ như thế, quả thực tương đương với ta lần nữa luyện hóa ngạo thế Tam Long, thầm. Chí còn hơn thế, nhất là khí tức tổ linh trong đó, chẳng khác gì tổ tiên vô thượng, vì ta trực tiếp quán đính mà. Phương Hàn hấp thu lấy Kim Tiên Pháp Tắc thô to tinh khiết như ngọc chất, không khỏi sung sướng tràn trề. Hơn nữa lúc hấp thu, trong thân thể Mộ Dung Sĩ, rất nhiều khiếu huyệt có một số cổ bảo bay ra. Ở trong mi tâm là một viên xá lợi trong suốt như lưu ly phóng ra ánh sáng vô thượng phương hàn nhìn một cái liền biết đây là một viên ngọc hoàng xá lợi chính là tinh hoa sinh ra trong ngọc quang tiên giới không biết phải trải qua bao nhiêu năm mới ngưng tụ thành hình hắn một ngụm nuốt lấy viên ngọc hoàng xá lợi kia lập tức biến thành ngọc dịch cuồn cuộn thẩm thấu tiến vào trong tinh thể thần quốc bản thân nguyên bản tinh thể thần quốc trong suốt sáng bóng nhưng bây giờ đã phủ lên một tầng xanh ngọc sinh ra trận trận ngọc sắc hoàng giả, tơ hồ chuẩn bị ngưng tụ thành hình thể. Lực lượng lần nữa phóng ra từ tinh thể thần quốc, lực lượng phương hàn hiện tại, đệ nhất là kim tiên pháp tắc. Đệ nhị là tinh thể thần quốc, mỗi một viên tinh thể thần quốc càng cường hoành siêu việt, lực lượng hắn cũng càng cường đại. Hiện tại thân thể hắn không sai biệt với tạo hóa thần khí lắm, muốn tăng cường lực lượng, phải không ngừng dung nhập pháp bảo, các loại kỳ chân thiên địa vào. Tàn phá ngọc hoàng kính, luyện hóa cho ta. Thời điểm luyện hóa viên ngọc Hoàng Châu kia, Phương Hàn từ trong lò đan, lấy ra một đoàn tinh quang long hình, trong tinh quang, tàn phiến ngọc Hoàng Kính kia đang phiêu đáng trong đó, ý niệm Phương Hàn bắn nhanh ra, thúc dục lực lượng tàn phiến tạo hóa thần khí bản thân, lập tức đánh cho tàn phiến tiên khí thượng phẩm ngọc Hoàng Kính này vỡ nát, lần nữa dung nhập vào trong tinh thể thần quốc bản thân. Tinh thể thần quốc, trận trận khí tức thần linh bành trướng ngày càng mạnh mẽ trong đó. Nếu như lúc này, có một cao thủ dùng thần nhãn thấu thị, liền phát hiện ra trong ức vạn tinh thể thần quốc ở phương Hàn, đàn sinh ra một loại thần linh vô cùng khổng lồ. Những thần linh này hình thái đều không giống nhau, tơ hồ đều cùng kỳ nguyên thần quyền phối hợp, vô hạn mà không tuần hoàn, khai sáng ra một tương lai mới. Trong thân thể mộ dung sĩ, trừ Ngọc Hoàng Châu ra, còn có vài kiện cổ bảo, như một đỉnh lô nhỏ, cư nhiên cũng là tiên khí thượng phẩm. Trong xương cốt hắn, Từng khúc từng khúc cư nhiêu lại có đầu đầu Ngọc Long. Trong thắt lưng hắn, có hai kiện bảo kiếm. Những pháp bảo này, tất cả đều bị Phương Hàn luyện hóa, dung nhập vào tinh thể thần quốc bản thân, cộng thêm kim tiên pháp tắc thô to, quán đính vào. Phương Hàn lần nữa tiến hành lột xác. Trưa 1039, lĩnh ngộ thiên địa nhất thể lần này thôn phệ thân thể mộ dung sĩ, so với hắn thôn phệ luyện hóa tất cả cao thủ trước kia còn cao hơn nhiều lắm, cho dù là ngạo thế tam long hay là cửu đầu thần quỷ Kim Tiên, tất cả đều kém một nửa thân thể mộ dung sĩ này. Thân thể mộ dung sĩ, toàn bộ đều được Ngọc Phủ Chi chủ quán đính. Kim Tiên Pháp Tắc ngưng động đến trình độ ngay cả phương Hàn cũng vô pháp điều khiển. Nếu cho hắn thêm một hai năm, hắn sẽ có thể vận chuyển tất cả Pháp Tắc linh thông như ý. Đáng tiếc là, vẫn chưa thể vận chuyển đã bị phương Hàn trực tiếp giết chết. Tam Thập Tam Thiên Chí bảo cần có Kim Tiên Pháp Tắc mới có thể tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm, bản thân tinh thể thần quốc cần có thiên tài địa bảo bổ sung mới có thể cường tráng hơn hiện tại tất cả cơ hồ đã có sẵn phương hàn thôn phệ sạch sẽ kim tiên pháp tắc cộng thêm nguyên khí tinh huyết của thân thể mộ dung sĩ bản thân bắt đầu bành trướng lên thậm chí ngọc hoàng thánh đạo diệu hữu đại tôn kiếm quyết kia cũng bị phương hàn trực tiếp hấp thu vào thân thể tinh thể thần quốc hắn bắt đầu biến hóa sinh ra một liên lạc vô cùng chặt chẽ thân mật cùng thiên địa trong sát na Thân thể hắn mãnh liệt chấn động, vô số tinh thể thần quốc cùng pháp tắc thiên địa tan thành một thể, tạo ra cảm giác khô khốc, bất hủ, nhận ra ý cảnh của thiên địa. Mỗi một viên tinh thể thần quốc đều phóng ra quang mang chói mắt, dựng thành thần linh, giống như mặt trời thiên giới, chân chính hiển hóa ra ngoài, bắt đầu khai sáng tinh thể thần quốc, có chút tương tự với thần linh sáng thế. Ý niệm bản thân phương Hàn khuếch trương ra vô hạn, hắn cảm giác được mình là thiên là trời cao sừng sững, mình là địa, rộng lớn minh mông, sâu không lường được. Vô số thiên cương chi khí, địa sát chi khí dâng lên ở mỗi một tinh thể thần quốc. Tinh thể thần quốc trở thành thiên địa độc lập, vũ trụ độc lập. Ở sâu trong tinh thể, thậm chí còn tràn ra khí tức hỗn độn, những khí tức hỗn độn kia ngưng thành hỗn độn cổ thần, mà sinh tiên thiên, trông coi thiên địa tinh thể. Thân thể phương hàn, ức vạn tinh thể thần quốc Mỗi một viên tinh thể thần quốc đều tạo thành một thể óng ánh, tương tự như long giới, Phật giới. Giờ phút này, Phương Hàn không biết rốt cuộc bản thân đã hóa thành thiên địa, mà thậm chí đã diễn sinh ra thiên địa hoàn chỉnh. Đây là một ảo giác, nhưng vô cùng chân thật, đó là một cảnh giới. Trong đầu Phương Hàn đột nhiên ứng lên bốn chữ thiên địa nhất thể. Không sai, đây chính là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nhân Hoàng bút, ở rất nhiều năm trước, lúc toàn thịnh, dưới chướng Nhân Hoàng là tiên khí cực kỳ bá đạo, không sai vương phẩm lắm, nhưng mà sau khi gặp phải đại kiếp, lực lượng đại tổn, ngay cả một phần vạn cũng không còn. Bất quá nó ở đại kiếp, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, có tiềm chất tấn thăng thành tạo hóa thần khí. Mà Phương Hàn hiện tại chính là đang lĩnh ngộ cảnh giới này, khiến cho tinh thể thần quốc bản thân, huyền diệu mà thần kỳ. Thiên địa cộng hưởng, bản thân tinh thể thần quốc cũng cộng hưởng song phương lâm vào một vận luật kỳ diệu. Phương Hàn nắm chặt thiên địa, ước vạn tinh thể thần quốc, tùy ý tổ hợp, diễn hóa ra đủ loại đại trận. Thân thể Phương Hàn không ngừng biến đổi ở không khí, có thời điểm, biến thành trung thần khổng lồ, đại biểu thời gian, có thời điểm, biến thành bảo tháp 10 tầng, đại biểu không gian, có thời điểm, biến thành pháp loa, trường phiên, đại đỉnh, cự phủ, kình thiên trụ, thiên biến vạn hóa. Thậm chí, có thời điểm, hắn trở thành một tấm đạo đồ không phải là người mà là một bức họa một thần đồ không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên thân thể phương hàn khi thì nặng như núi khi thì nhẹ như hạt bụi toàn thây đều tràn ngập quang mang đặc thù chỉ có tạo hóa thần khí mới có đó là ý cảnh dung hợp cùng vận luật thiên địa sinh ra thiên địa nhất thể ở trước kia hắn mơ hồ bắt được cảnh giới này nhưng vẫn vô pháp biểu hiện ra mà hiện tại xem như đã chân chính bước chân vào cảnh giới này biến thân thể thành tồn tại giống như tạo hóa thần khí con đường sau này của hắn vô cùng rộng lớn thân thể dung nạp kim tiên pháp tắc sẽ nhiều hơn tiềm lực càng thêm khổng lồ trình độ chắc chắn không nói cũng biết bây giờ cho dù đạo khí thượng phẩm oanh kích trực tiếp lên thân thể hắn cũng sẽ không có nửa điểm sự tình thiên địa nhất thể thiên địa nhất thể cảnh giới thật huyền diệu lúc trước không biết nhân hoàng bút làm sao lĩnh ngộ được phương hàn cảm giác sự huyền ảo của thiên địa nhất thể từng tinh thể thần quốc đều sinh ra cộng hưởng cùng thiên địa một mảnh kinh khí chuyển ra ngoài vô số khô lâu đều bị vỡ nát trong lúc giơ tay nhấc chân phương hàn đều cảm thấy được các loại nguyên khí quy tắc trong thiên địa đều vì mình mà tồn tại vì mình mà đặt ra vì ta mở ra vì ta tạo thành hắn vụt ra một hơi thật sâu trường hà bạch cốt khô lâu này nhất thời liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, tam thập tam thiên trí bảo, ước trùng năm kiện lần nữa tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm. Phương Hàn vào giờ phút này, giống như thánh nhân viễn cổ, ngôn xuất pháp tùy, kim khẩu ngọc ngôn, nghĩ cái gì chính là cái đó. Hắn đón nhận toàn bộ pháp lực, toàn bộ ký ức, toàn bộ đạo pháp kinh nghiệm tu hành của mộ dung sĩ. Kim tiên pháp, tác bên trong hắn hiện tại, cũng phủ thêm một tầng xanh ngọc chắc chắn, chân chính là kim tiên pháp tác trong kim ngọc ước chừng gia tăng đến 12 vạn đạo. 12 vạn đạo này, ước chừng tương đương với 100 vạn đạo của người khác. Bất quá, mặc dù ở trong quá trình luyện hóa như vậy, hắn cư nhiên lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, nhưng mà đối với con đường tổ tiên, vẫn có một chút không rõ ràng lắm. Kỳ thật thực lực hắn hiện tại, bất kỳ kim tiên nào cũng kém hơn, có thể nói là đệ nhất nhân của kim tiên, nhưng vẫn vô pháp lĩnh ngộ ra tổ tiên. Kim tiên tới tổ tiên là một cảnh cửa khổng lồ khó có thể vượt qua. Tốt, mộ dung sĩ này, toàn bộ đều bị ta luyện hóa rồi. Tất cả pháp bảo trên người hắn, vài kiện tiên khí thượng phẩm, tất cả đều dung nhập vào tam thập tam thiên trí bảo. Nếu như gặp lại người như vậy, giết chết cướp đoạt, lo gì đại sự không thành. Phương Hàn đắc chí trong lòng, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, đã không còn như xưa. Loại cảnh giới này, rất nhiều tiên khí vương phẩm cũng không lĩnh ngộ ra thậm chí là tiên khí thánh phẩm cũng như vậy mà hắn lại lĩnh ngộ được mặc dù lực lượng còn yếu nhưng đã dung hợp cùng vận luật thiên địa một ngày nào đó thân thể sẽ mạnh mẽ đến trình độ có thể so với tạo hóa thần khí cuối cùng mộ dung sĩ chỉ còn lại một thần quốc không gian ở trong thần quốc không gian này một tấm địa đồ khổng lồ phương viên ngàn dặm chính là địa đồ mộ huyệt quỷ vũ thánh quân trừ ra trong thần quốc không gian này còn phong ấn trận trận linh mạch những linh mạch này có khoảng 10 luồng, đều là nhất giai. Mỗi một luồng đều khổng lồ cường đại, nguyên thủy chi khí nồng đậm. Hiển nhiên là Ngọc Phù Thái tử từ nơi nào đó có được, cư nhiên lại có tài phú to lớn như thế. Mặc dù Phương Hàn đã thu Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn, nhưng cũng không ngại có nhiều linh mạch, toàn bộ đều thu vào. Hiện tại, thân thể Phương Hàn, trừ Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn ra, ước chừng có 20 linh mạch nhất giai. Nói cách khác, hắn có thể khai sáng ra 20 môn phái giống như thiên tuyển môn. Bất quá linh mạch nhị giai, hắn một cái cũng không có. Bởi vì ở trường Hà Bạch Cốt Khô Lâu này, hắn phá nát khô lâu, thôn phệ nguyên khí, luyện hóa hài cốt đại quân thiên đình thần tộc viễn cổ thành tinh khí, tiêu hao nguyên thủy chi khí rất lớn. Bất quá hiện tại, nguyên thủy chi khí coi như đã đủ rồi. Sao nào, các người đã luyện hóa toàn bộ chưa? Nghi tâm phương hàn khẽ chuyển, thần niệm quét qua hư mộ vân, bích ngư nhi, nhìn thấy hai người các nàng đều đứng dậy, vẻ mặt mọi người đều sung sướng, liền hỏi. Không sai, ta đã dùng hư vô chân hỏa, rèn luyện tô phi dương hơn 9 ngàn lần. Sau đó hào hào luyện hóa, nhận lấy vô số thần thông, với kim tiên pháp tắc. Bớt đi mấy chục vạn năm khổ tu ở thiên giới, hư mộ vân cười nói, luyện hóa kim tiên, thật ra là lựa chọn tốt nhất để tăng thực lực. Đáng tiếc loại chuyện này rất dễ rơi vào ma đạo lần này bởi vì bọn hắn muốn đối phó ta cho nên mới ăn miếng trả miếng vô duyên vô cớ đánh chết người rồi luyện hóa loại chuyện này vẫn là không thể làm ta cũng nhận được chỗ tốt vô cùng bích ngư nhi nói phong duyên lần này có mang họa không ngọc phủ chi chủ kia không bao lâu sẽ phát hiện nhi tử mình tử vong đến lúc đó khó tránh khỏi một trận tai họa bất quá chuyện này chúng ta đã đứng chung một thuyền đồng tâm hiệp lực ta sẽ vận dụng tất cả năng lực che giấu chuyện này đi. Hờ, thần hầu phù ta, còn có bích gia ta, cũng không dễ chọc vào. Dưới tình huống không có bất kỳ chứng cớ, đừng mơ làm gì được chúng ta. Ừm, Phương Hàn gật đầu, rất là hài lòng. Sở dĩ hắn để cho Bích Ngư Nhi luyện hóa phạm thần, kỳ thực cũng chính là một tấm lá chắn. Hiện tại song phương ba người, đều là một hội, có phước cùng hưởng, có hòa cùng chia. Ngươi luyện hóa mộ dung sĩ, có tìm được tám địa đồ mộ huyệt quỷ Vũ Thánh Quân không? Nếu như chúng ta có thể tiến vào huyện, thu lấy bảo tàng viễn cổ, thậm chí là một góc tàn khuyết quỷ Vũ Thánh Đồ, lĩnh ngộ tổ tiên chi đạo, liền không sợ bất cứ phiền phức gì. Thiên đình đối với tổ tiên, cũng không như kim tiên, mỗi một tổ tiên đều nhận được sự coi trọng của thiên đình. Ngọc Phủ chi chủ kia cũng chính là cảnh giới tổ tiên. Đến lúc đó muốn tìm chúng ta gây sự, liền trực tiếp đánh lùi. Hư mộ vân nói, vào tay rồi, phương hàn một chảo, địa đồ ngàn dặm kia liền biến thành cỡ bàn tay, rơi vào lòng bàn tay, phía trên hiện ra đủ loại mộ cốt. Mộ cốt kia không ngừng biến ảo, người bình thường căn bản không nhìn ra đầu mối. Bất quá phương hàn là người thế nào, nhìn cảnh tượng này trong nháy mắt, đánh chu thiên nghi vào, thôi diễn lên. Ước chừng sau hơn 10 cái hô hấp, đột nhiên trong đầu hắn, hiện ra một con đường rõ ràng. Đi theo ta thân thể Phương Hàn xuyên qua, bay về chỗ sâu trong trường Hà Bạch Cốt. Vô số khô lâu màu trắng, thi hài cường đại, đều bị phá nát thành tinh khí, bổ ích cho bản thân. Ngay sau khi đám người Phương Hàn biến mất, tòa cốt tháp này liền khẽ chấn động, một cỗ ý niệm thâm trầm truyền ra, quyền pháp thật là lợi hại, chiến lước mấy chục bội, đây không phải là lời đồn. Ký ức viễn cổ, bộ quyền pháp này đến từ, tòa cốt tháp này đột nhiên ngừng lại, rồi biến mất. Chương 1040, cốt mộ đám người phương Hàn xuyên qua trong trường Hà Bạch Cốt, lúc này Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vân đối với hắn là nói gì nghe đó. Hơn nữa, kính ngưỡng đối với hắn cũng đã vượt qua tồn tại kim tiên có thể so được, ánh mắt nhìn phương Hàn, giống như đang nhìn một vị tổ tiên. Quả thực, cũng chỉ có tổ tiên mới lợi hại như thế, cách không đánh chết linh hồn lạc ấn địch nhân, khiến cho vô pháp sống lại. Cư nhiên có thể thay đổi càn khôn nhất cử đánh bại liên thủ của tứ đại thiên tài, thậm chí hào hào luyện hóa họ. Mộ Vân, nhân vật như Phong Duyên này, nếu Nhu đi tham gia cuộc so tài trùng tử, có thể cướp lấy ngôi vị đệ nhất hay không? Tài nghệ chấn án quần hùng, một bên tu hành, một bên bích ngư nhi dò hỏi hư Mộ Vân. Trên cơ bản là nắm chắc 10 phần, bất quá có một số kim tiên trong truyền thuyết, vẫn là không thể coi thường, như một số tồn tại biến thái chấp pháp về đội của thiên đình thần ngục có được thiên quân tự mình truyền thụ, nhân vật tự thiên quân bồi dưỡng. Nếu như lần này cũng đi ra ngoài tranh đoạt thì, hư mộ vân nói, chấp pháp vệ đội của thiên đình thần ngục rất biến thái. Bích ngư nhi chấn kinh, không thể nào, những biến thái kia sao lại ra ngoài tranh đoạt được. Nếu vậy thì cuộc so tài trùng tử mà thiên đình tổ chức còn ý nghĩa gì? Đám người kia, mặc dù cũng là cảnh giới kim tiên cùng mọi người, nhưng trong truyền thuyết, bọn họ có thể tiến hành khiêu chiến vượt cảnh giới là những đệ tử biến thái nhất mà Lôi Đế Thiên Quân từ trong cơ cấu vô số thiên đình, cổ xưa chọn lựa ra, ai cũng trải qua huấn luyện nghiêm khắc không thể tưởng tượng nổi. Còn sống sót mới trở thành người trong đội ngũ chấp pháp thần ngục. Không sai, ở 10 năm trước, Hư gia ta có một đệ tử kỳ tài ngút trời, cũng tiến vào trong đó, bất quá chỉ thời gian ngắn, đã bị huấn luyện tàn khốc trong đó hành hạ tới chết. Thần hồn tiêu thất, không có ai có thể tưởng tượng được sự nghiêm khắc trong đó có thể sống sót, toàn bộ đều là tu sĩ không thể diễn tả bằng lời. nhắc tới đội ngũ chấp pháp thần ngục, cả người hư mộ vân liền dùng mình một cái. Ừm, gần đây thiên giới truy nã một đại phạm xếp hàng đệ nhất, cũng chính là người trong đội ngũ thần ngục. người đoán xem hắn đã chém giết bao nhiêu người? Ai? thiên giới quá lớn, cho dù là thiên quân cũng không biết có bao nhiêu. chúng ta bất quá chỉ là một con kiến hôi, ai cũng không dám xưng mình là đệ nhất dù sao không chừng sẽ có cao thủ vô thượng gì đó lộ diện. Các người đang nghị luận gì đó, Phương Hàn Xuyên tới phía trước, không ngừng oanh tích ra kỷ nguyên thần quyền, đánh phá hồng lưu khô lâu, rèn luyện quyền pháp. Có đầy đủ nguyên thủy chi khí chống. Đỡ, hắn không chút cố kỵ, lấy nơi nguy hiểm như hồng lưu bạch cốt để rèn luyện, dọc theo đường đi, không ngừng có hài cốt cường đại xuất hiện, đại đa số đều là hài cốt thần tộc, còn có một số chiến sĩ thiên đình viễn cổ rất nhiều tử linh còn lưu lại trên hải cốt muốn cướp đoạt khí huyết của phương hàn đánh cắp thần thông hắn nhưng đều bị vài quyền của hắn làm nát bấy ngược lại trở thành đồ bổ phương hàn lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể cực hạn mà tinh thể thần quốc bản thân dung nạp nguyên khí lại tăng lên tinh hoa những hải cốt này liền trở thành thánh phẩm bồi bổ cho hắn càng rèn luyện càng cường hoành tới cuối cùng hàn quả thực như một cự thú cắn nuốt tất cả chỉ cần nguyên khí thổi qua chỗ nào Hải cốt nơi đó liền biến thành nguyên khí cốt long. Bên trong tinh thể thần quốc, mỗi một không gian đều tràn đầy rồng ngâm hổ khiếu, trận trận thần linh khống chế những nguyên khí cốt long này, lui qua lui lại trong hệ tinh bích, trở thành đầu mối then chốt, mạch lạc giống như huyết quản. Bát bộ phù đồ càng lúc càng mạnh, kim tiên pháp tắc phía trên càng thêm trói lọi, nếu như hiện tại Phương Hàn đạt tới cảnh giới tổ tiên, rất có thể bát bộ phù đồ này liền trực tiếp tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm phải biết rằng ở trong bạch cốt trường hà này có một vài thi hài ma thần viến cổ lưu lại đều là tài liệu tế luyện pháp bảo tốt nhất đáng tiếc không có ai có thần thông cường hoành như phương hàn tiến vào trong đó chúng ta nghị luận nếu như ngươi gặp phải đệ tử chấp pháp thiên đình thần ngục rốt cuộc ai mạnh ai yếu hư mộ vân mỉm cười sao nào tìm được mộ địa của quỷ vũ thánh quân không bất quá ta có chút kỳ quái không phải nói đại quân thần tộc đã tiến vào trong loạn thần hải sao sau một chút tin tức cũng không có dọc đường chúng ta cũng không thấy bất kỳ khí tức nào của đại quân thần tộc cái này cũng là một chuyện phải chú ý không biết thần tộc ẩn núp ở đâu nữa chẳng lẽ đã tiến vào bạch cốt trường hà này biết ngư nhi ngưng trọng không sao tùy cơ ứng biến là được phương hàn kiệt lực thôi toán cũng không thể thấy rõ tất cả tương lai cẩn thận phía trước chính là mộ huyệt quỷ vũ thánh quân ở chung quanh huyệt có rất nhiều thời không loạn lưu các ngươi phải cực kỳ cẩn thận đột nhiên bạch cốt phía trước trở nên thưa thớt ở trên đáy bạch cốt trường hà vô số bạch cốt chảy dài như núi hiện ra những bạch cốt đại sơn này từng ngọn từng ngọn vây quanh một toàn cốt mộ khổng lồ vào trung tâm tạo thành phong thủy quần hồ ôm long bất quá liếc nhìn thử cốt mộ khổng lồ kia lúc ẩn lúc hiện tựa như ảo ảnh tùy thời đều sẽ biến mất nếu không phải phương hàn dùng bản đồ tìm ra vị trí Căn bản vô pháp tìm ra cốt mộ khổng lồ này. Mộ huyệt quỷ Vũ Thánh Quân, phiêu đáng khắp nơi, ở sâu trong bạch cốt trường hà của loạn thân hải, cho dù là cao thủ cấp bậc tổ tiên, cũng vô pháp hoàn toàn tiến vào. Cũng may phương Hàn thứ nhất là có địa đồ, thứ hai là hắn có tự do chi dực, có thể xuyên qua tầng tầng cấm pháp. Bất kỳ thời không đều không thể cản trở. Hiện tại hắn luyện hóa mỗ dung sĩ, pháp lực cường hoành đến trình độ không thể tưởng tượng kim tiên pháp tác tùy ý chuyển động, thẩm thấu vào sâu trong tự do chi dực, đôi cánh này liền có thể phát huy ra lực lượng tự do cửu biến chân chính, bất kỳ mê cùng nào cũng không thể ngăn cản tự do. Ở đâu, sao ta không nhìn thấy mộ huyệt quỷ vũ thánh quân, nghe thấy thần niệm phương hàn truyền lại, hư mộ vân, bích ngư nhi đều dâng lên nghi hoặc, ở trong mắt các nàng, phía trước vẫn là hồng lưu thi hài khô lô màu trắng vô biên vô tận, không có bạch cốt đại sơn cũng không có phần mộ phong thủy quần hồ ôm long nào. Các người vô pháp nhìn thấy, Phương Hàn lấy làm kinh hãi, lập tức một trưởng phách ra, nguyên khí đánh vào trong cơ thể hai người, một cố tự do chi lực hoành không bành trướng, đồng thời phối hợp lực lượng động thiên nhãn của tam thập tam thiên trí bảo. Lập tức, đôi mắt hai người liền thấy được cốt sơn trải dài khổng lồ kia, còn có cốt mộ ở trung tâm. Tu vi ngươi, cư nhiên có thể nhìn ra vị trí chân thực của cốt mộ chúng ta còn chưa thể nhìn ra. Tâm tình hư mộ vân kích động, đi, chúng ta lập tức tiến vào thôi. Muốn tới Bạch Cốt Sơn, vô cùng khó khăn, đó là hạp cốc thời không giữa chân thật cùng hư huyễn. Những Bạch Cốt Đại Sơn kia là cấm pháp cực kỳ mạnh mẽ, cảnh giới kim tiên, căn bản không thể phát hiện. Nếu không phải vừa rồi ta mới luyện hóa mộ dung sĩ, chiếm được ý nghĩa tổ linh trên hắn, cũng vô pháp phát hiện ra. Bất quá hiện tại, các người hãy bám chặt ta, tiến vào trong đó. Tự do chi dực của Phương Hàn duỗi ra, che chở hai nàng trong đó, phóng tới, không biết phá tan bao nhiêu tầng cấm chế, liền trực tiếp vô thanh vốt ức đáp xuống một tòa bạch cốt đại sơn. Rắc rắc, lần này hạ xuống, thời không biến hóa, đã tiến vào một thế giới vô danh, thiên địa rộng lớn, hoàn toàn không còn thấy hồng lưu bạch cốt bên ngoài nữa. Ở trước mỗi một tòa bạch cốt quần sơn khổng lồ, con người cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Phong duyên, đó là, thần tộc mới vừa ổn định ở trên bạch cốt đại sơn hư mộ vân đã nhìn thấy nơi xa vô số đại quân thần tộc cường đại liên tiếp chú động ở trên từng ngọn bạch cốt đại sơn bố trí thành trận pháp cực kỳ cường đại những chiến sĩ thần tộc kia mỗi một người đều là bán bổ kim tiên trong đó còn có tồn tại tuyệt đại kim tiên những chiến sĩ thần tộc này che khuất bầu trời cũng không tìm kiếm mà đang dưới sự hướng dẫn của một số nhân vật tuyệt đại kim tiên thần tộc Phát động chú ngữ trong thần tộc, hướng đến cốt mộ khổng lồ ở trung tâm, triển khai tế luyện. Cốt mộ khổng lồ, một nửa trên mặt đất, một nửa dưới mặt đất, vẫn bất động, không có chút dấu hiệu mở ra, mà những đại quân thần tộc kia vẫn đang ngâm sướng văn tự thần tộc, bay múa đầy trời, từng đạo từng đạo văn tự thẩm thấu tiến vào trong mộ cốt. Chư thần tán mỹ, chư thần hô hoáng, Phương Hàn rất quen thuộc với thần tộc, hắn quả thực cả đời có duyên với thần tộc. Từ thần thông bí cảnh cho đến trường sinh bí cảnh, rồi đến tiên nhân cảnh, cơ hồ đều từ giao thiệp với thần tộc mà có được. Bất quá phi thăng tiến vào thiên giới rồi, vẫn chưa từng nhìn thấy thần tộc, hiện tại là lần đầu thấy được, trong lòng có vài phần kích động. Bởi vì thần tộc chính là bảo tàng cho hắn, luyện hóa kim tiên thần tộc, tam thập tam thiên chí bảo sẽ có hy vọng. Vô số đại quân thần tộc này, cao thủ kim tiên trong đó, cũng đang thi triển ra chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán tế luyện mộ huyệt, tờ hồ có ý đồ mở mộ huyệt ra, sau đó xâm nhập vào trong đó. Quỷ vũ thánh quân, truyền văn ở viễn cổ, là nhân vật thần tộc vô thượng cảnh giới nửa chân đạp nhập vào thiên quân, cao thủ thần tộc khẳng định phải rất tôn kính hắn. Phương Hàn cực kỳ cẩn thận ẩn giấu thân hình, quan sát đại quân thần tộc chú đóng ở trên cốt sơn, liền phát hiện ra số lượng tuyệt đại kim tiên, không ít, có đến hai ba mươi khí tức rất cường hoành. Hơn nữa, hắn tựa hồ loáng thoáng người thấy khí tức thiên phi ô ma. Bất quá cũng không thấy bóng dáng thiên phi ô ma. Đối với nữ nhân cực kỳ đáng sợ này, Phương Hàn hiện tại vẫn rất kiêng kỵ, ngay cả chung kết thánh vương cũng cao giới, Phương Hàn tự nhiên không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên phi ô ma ở trong thế tục, bất quá là phân thân thôi. Chân thân còn chưa xuất động, bởi vì lực lượng quá mức cường hoành. Bất quá hiện tại, đây là thiên giới, Thiên Phi Ô Ma khẳng định không chút cố kỵ nào. Nữ tử này, hơi không chú ý, sẽ bị nàng làm lận mương, lần trước ở trong long giới, nàng xuất động một phân thân, thiếu chút nữa liên hiệp cùng ngạo thế tam long, chấn chết ta rồi. Hiện tại chân thân, nhất định là tồn tại vượt xa kim tiên. Ta vẫn phải ngẫm một chút, có thể vận dụng tự do chi dực, thâu thiên chi đạo của tam thập tam thiên trí bảo, thừa dịp cốt mộ sinh ra biến hóa, tiến vào trong mộ huyệt hay không không giao thủ cùng bọn đại quân thần tộc này. Phương Hàn tĩnh tâm lại, lặng lẽ hóa ra một cỗ tự do chi lực. Chân chính trở thành vô ảnh vô hình phóng ra hư không. Phiêu đáng ở trong đó, chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán không ngừng được thi triển. Mộ huyệt quỷ vũ thánh quân bắt đầu sinh ra một loạt biến hóa nhỏ hiện ra trong mắt Phương Hàn.